Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 72. Khảo hạch của Vân Hải Thư Viện. Dương Diệp đang định bỏ đi ích đột nhiên dừng chân, hỏi. Man Lực gật đầu, cười nói. Chúng ta đang tiếp nhận khảo hạch, chẳng lẽ huynh đài không phải à? Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, hắn không ngờ khảo hạch của Vân Hải Thư Viện đã bắt đầu. Nói cách khác, bốn người trước mắt này nếu thành công thông qua khảo hạch thì sẽ xem như là đệ tử của hắn. Nghĩ vậy, Dương Diệp nói. Ta cũng tới tham gia khảo hạch. Nghe vậy, Man Lực cười nói. Nếu thế hay là huynh đệ kết hợp thành đội với chúng ta đi. Mọi người đoàn kết với nhau thì tốt hơn đi một mình. Phải biết rằng yêu thú tôn cấp ở Lang Vương Sơn Mạch này rất lợi hại đó. Nghe thấy lời nói của Man Lực, sắc mặt nữ tử váy xanh và nam tử cầm quạt hơi trầm xuống, khi nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hai người đều có một tia sát ý lạnh lẽo. Dương Diệp lại không nhìn hai người, sau đó gật đầu, hắn rất tò mò về khảo hạch của Vân Hải Thư Viện, bởi vậy muốn đi theo bốn người để xem thử. Cứ như vậy, Dương Diệp trở thành một thành viên trong bốn người. Từ miệng của Man Lực, hắn biết được nữ tử váy xanh tên là Đường Tiểu Nhu, là vị hôn thê của Man Lực, mà nam tử cầm quạt thì là biểu ca của Đường Tiểu Nhu, tên là Bạch Phong. Về phần nữ tử còn lại thì tên là Sở Nguyệt, là thanh mai trúc mã với Man Lực. Nói thật, mối quan hệ này có chút loạn. Có điều Dương Diệp không muốn quản chuyện riêng của người khác, bởi vậy sau khi hắn đi theo bốn người Man Lực cũng không nói gì cả. Tuy rằng là vậy, sát ý của Đường Tiểu Nhu và Bạch Phong đối với hắn vẫn dày đặc. Nhiệm vụ lần này của bốn người có mỗi người liệp sát 10 yêu thú tôn cấp, thu hoạch nội đan của chúng. Trong cùng cấp, bản thân yêu thú đã mạnh hơn nhân loại, mỗi người muốn liệp sát 10 con yêu thú cũng không phải là dễ dàng. Trừ bốn người, những người còn lại tới tiếp nhận khảo hạch có ước chừng 200 người. Nhiệm vụ của bọn họ cũng là liệp sát 10 yêu thú. Về phần thành tích khảo hạch, tất nhiên là ai liệp sát nhiều hơn thì được tính. 10 con chỉ có thể xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Cho dù tiến vào ngoại viện, cũng chỉ có thể phân phối đến lớp đinh. Bởi vậy, bốn người đều muốn liệp sát nhiều yêu thú tôn cấp hơn, có điều bọn họ tự biết thực lực có hạn, bởi vậy chỉ có thể liệp sát yêu thú tôn cấp đi lẻ, nếu gặp một hai con đi với nhau thì bọn họ sẽ ngay lập tức bỏ chạy thật xa. Diệp Dương, ngươi giết được bao nhiêu yêu thú tôn cấp rồi? Bạch Phong đột nhiên hỏi Dương Diệp. Dương Diệp không nói tên thật, làm như vậy cũng không phải để giả heo ăn thịt hổ. Mà là để giảm bớt phiền toái, dù sao hai chữ Dương Diệp này ở Thanh Châu hiện tại cũng coi như là có chút danh khí. Nghe thấy lời nói của Bạch Phong, Dương Diệp thản nhiên nhìn đối phương, nói. Cũng không nhiều lắm, nhưng để đủ tư cách thì chắc không thành vấn đề. Thế à? Bạch Phong cười lạnh một tiếng, nói. Con người ta, cũng coi như là có chút thiện tâm, cho nên muốn nhắc nhở Diệp huynh, nếu đã đủ tư cách thì tốt nhất nên biết điều một chút. Phải biết rằng. Mỗi thời mỗi khắc đều có người phải chết ở trong Thiên Lang Sơn Mạch này đó. Ngươi nói rất đúng. Dương Diệp gật đầu, tán đồng. Làm người, quả thật phải biết điều một chút, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Man Lực, chúng ta tách ra tìm kiếm nhé, được không? Đường Tiểu Nhu bỗng nhiên nói. Nếu tìm được yêu thú tôn cấp đi lẻ, chúng ta sẽ liên hệ với nhau. Man Lực do dự một thoáng, sau đó nói. Tiểu Nhu. Ta sợ nàng gặp nguy hiểm. Sợ gì chứ, ta cũng là tôn giả cảnh, cho dù đánh không lại yêu thú tôn cấp, nhưng muốn chạy thì vẫn được. Đường Tiểu Nhu nói. Hơn nữa, còn có biểu ca, ngươi sợ cái gì chứ? Man Lực nhìn Bạch Phong, do dự một thoáng, sau đó nói. Cũng được, các ngươi cẩn thận một chút, ta và A Nguyệt cùng Diệp Huynh đi bên trái, các ngươi đi bên phải, nếu gặp tôn cấp yêu thú chớ có động thủ. Diệp huynh đi cùng chúng ta đi. Đường Tiểu Nhu bỗng nhiên nói. Man Lực nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Cũng được. Nói xong, hắn lấy ra một tấm truyền âm phù đưa cho Dương Diệp, nói. Diệp huynh, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, hãy thôi động phù này, không tới thời gian ba hơi thở chúng ta sẽ tới nơi. Nhìn truyền âm phù trong tay, Dương Diệp cười nói. Đa tạ. Man Lực gật đầu. Cùng Sở Nguyệt rất nhanh biến mất trong tầm mắt của ba người Dương Diệp, chỉ là khi Sở Nguyệt rời đi, nhìn xoáy vào Dương Diệp và Bạch Phong cùng với Đường Tiểu Nhu. Man Lực và Sở Nguyệt vừa biến mất trong tầm mắt ba người, Đường Tiểu Nhu đột nhiên thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó Ngọc Thủ tóm lấy cổ Dương Diệp, gằn giọng nói.
Ngươi muốn chết à? Bùm! Nữ tử vừa mới dứt lời, nàng ta liền trực tiếp bay ngược ra sau, đụng gãy gần 10 cây đại thụ mới rơi xuống đất. Ngươi! Ở bên cạnh, Bạch Phong đó hoảng hốt, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên hắn cảm thấy hoa mắt, sau đó liền cảm thấy bụng truyền đến một cơn đau nhói. Tiếp theo, hắn cũng bay ngược ra sau, cuối cùng thì hạ xuống bên cạnh Đường Tiểu Nhu. Hai người vừa đứng lên thì Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt bọn họ, sau đó trực tiếp kẹp lấy cổ họ. Trong lòng hai người vô cùng kinh hãi, nhìn Dương Diệp với vẻ hoảng sợ, cho dù là kẻ ngốc cũng biết người trước mắt này không phải người bình thường. Người rốt cuộc là ai? Đường Tiểu Nhu hoảng sợ nói. Dương Diệp nhìn hai người, nói. Cái chuyện xấu xa đó của các ngươi, ta không có hứng thú bận tâm, hiểu chưa? Gừ. Đúng lúc này, một con cự lang màu đen đột nhiên từ xa nhảy tới, cự lang cực lớn, giống như một ngọn toàn núi nhỏ. Khi cự lang nhìn thấy ba người Dương Diệp, trong mắt nó lập tức lộ ra một tia hung quang, sau đó tung người nhảy lên, trực tiếp ép về phía ba người. Bùm! Đường Tiểu Nhu và Bạch Phong còn chưa nhìn rõ thì con cự lang đó đã trực tiếp bay ngược ra sau rồi nện xuống đất, không ngừng run rẩy. Lần này, Đường Tiểu Nhu và Bạch Phong cả người không nhịn được mà bắt đầu run rẩy, bởi vì cự lang đó là tôn cấp. Dương Diệp thả hai người ra, hai người trực tiếp ngã xuống đất. Dương Diệp nói, nể tình các ngươi sau này cảm thấy trở thành, có thể trở thành đệ tử của Vân Hải Thư Viện, lần này bỏ qua. Lần sau, nghĩ chắc các ngươi cũng không dám có lần sau nữa đâu. Tuy rằng thấy man lực đó không tồi, có điều hắn không muốn tham gia vào chuyện riêng ngươi người khác, bởi vì hắn không biết chút gì về chuyện này cả. Nếu đã không biết thì tất nhiên không có tư cách bình luận người khác đúng hay sai. Hơn nữa, cho dù biết hắn cũng không muốn tham gia vào những chuyện loạn thất bát tao này. Ngươi rốt cuộc là ai? Đường Tiểu Nhu hỏi, lần này thanh âm đã không còn khí thế bức người, trong vẻ sợ hãi còn mang theo sự kiêng kỵ. Ngươi thật sự muốn biết à? Dương Diệp thản nhiên nhìn Đường Tiểu Nhu, nói. Nghe vậy, Đường Tiểu Nhu giống như là nghĩ tới gì đó, thân thể mềm mại run lên, vội vàng nói. Ta không muốn biết, ta không muốn biết. Dương Diệp hơi ngẩn ra, lập tức trong lòng thấy buồn cười, nữ nhân này xem ra là sợ mình giết người diệt khẩu. Dương Diệp đang muốn nói thì bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nói. Ra đây! Thanh âm vừa dứt, một nam tử mặc áo hoa, miệng ngậm cọng cỏ xuất hiện trong tầm mắt ba người Dương Diệp. Ánh mắt nam tử quan sát một chút trên người ba người Dương Diệp, cuối cùng dừng ở trên người Dương Diệp, khóe miệng nở một nụ cười tà mị, nói. Thần thức khá lắm, ta vừa tới đã phát hiện ra ta, người tiếp nhận khảo hạch lần này đúng là Ngọa Hổ Tàng Long. Dương Diệp quan sát nam tử một thoáng, khẽ gật đầu, nam tử chưa đến 20 đã là tôn giả cảnh trung phẩm, hơn nữa khí tức của đối phương rất dày đặc, vừa nhìn đã biết là dựa vào bản lãnh thật sự của bản thân để tu luyện thành chứ không phải mượn dùng đan dược hoặc là ngoại vật khác để cường hành đề thăng. Đúng lúc này, ở bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng gió rít, tiếp theo. Một nam tử áo đen tay cầm trường thương xuất hiện. Nam tử áo đen nhìn nam tử áo hoa, sau đó trực tiếp nhìn về phía ba người Dương Diệp, nói. Đừng lãng phí thời gian nữa, giao nuôi đàn yêu thú tôn cấp một cách thống khoái ra đi. Các ngươi sẽ tránh nút nỗi khổ ra thịt, mà ta cũng không cần lãng phí thời gian. Nghe vậy, Đường Tiểu Nhu và Bạch Phong biến sắc, theo bản năng xích lại gần Dương Diệp. Có thể cướp bóc à? Dương Diệp nói. Đương nhiên có thể. Nam tử áo hoa bỗng nhiên cười nói. Ở Thiên Lang Sơn Mạch, chúng ta không chỉ phải tác chiến với yêu thú mà còn cả với con người nữa. Đương nhiên, cướp bóc thì có thể, nhưng không được giết người, có điều, đánh cho trọng thương thì không sao, ha ha. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, đối với việc cướp bóc này, hắn cũng không phản cảm và phản đối, bởi vì như vậy, không chỉ đề cao độ khó của khảo hạch, còn giúp cạnh tranh và đánh giá mọi người với nhau. Nghĩ vậy, Dương Diệp lui sang một bên, nói. Ngươi cướp đi. Hắn tất nhiên sẽ không nhúng vào việc này, bằng không, khảo hạch này còn có ý nghĩa gì nữa. Đường Tiểu Nhu và Bạch Phong hơi ngẩn ra, lập tức sắc mặt của hai người trở nên vô cùng khó coi. Thực lực của nam tử áo đen tuy rằng mới là tôn giả cảnh trung phẩm, nhưng thực lực của đối phương tuyệt đối cao hơn bọn họ, không có sự hỗ trợ của Dương Diệp. Bọn họ cơ bản là thua chắc. Hai người nhìn về phía Dương Diệp nhờ giúp đỡ. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, nói. Hắn chỉ có một mình, các ngươi có hai người,
nếu hai người các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực liều chết đánh một trận với hắn, có lẽ sẽ không phải là hắn cướp các ngươi, mà là các ngươi cướp hắn. Các ngươi đầu hàng hay là muốn cùng nhau liều mạng, các ngươi tự lựa chọn đi. Ta cướp cả ngươi đó. Nam tử áo đen bỗng nhiên chỉ vào Dương Diệp nói. Dương Diệp đột nhiên dậm chân phải. Bùm! Toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt, sau đó trong nháy mắt nứt ra vỡ số khe nứt, mà đại thụ ở chung quanh thì trực tiếp nổ tung, hóa thành những mảnh cây đầy trời. Ngươi còn muốn cướp nữa không? Dương Diệp nhìn nam tử áo đen, nói. Nam tử áo đen nhìn Dương Diệp mấy giây, sau đó thu tay lại, nói. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía hai người Đường Tiểu Nhu, nói. Tự giao ra hay để ta đến cướp? Ta xem ai dám. Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, tiếp theo, Man Lực và Sở Nguyệt xuất hiện. Man Lực đi tới trước mặt Đường Tiểu Nhu, bảo vệ nàng ta ở đằng sau, hầm hầm nhìn nam tử áo đen, nói. Vị huynh đệ này, mọi người đều không dễ dàng gì, sao không giơ cao đánh khẽ? Các ngươi nếu có bản lĩnh thì có thể cướp lại ta. Nam tử áo đen vừa dứt lời, trường thương trong tay đột nhiên bắn ra, Man Lực biến sắc, lật cổ tay, một thanh cự chùy xuất hiện trên tay hắn, sau đó cầm cự chùy đập một phát ở trước mặt. Bùm! Man Lực liên tục lui ra sau, lui chừng gần trăm trượng mới dừng lại được. Hổ khẩu tay phải của Man Lực đã nứt ra một đường máu. Mà lúc này toàn bộ tay hắn đã nhuộm đỏ. Nhưng rất nhanh, thân hình Man Lực lại khẽ động, chắn ở trước mặt Đường Tiểu Nhu, Man Lực đổi sang cầm thiết chùy bằng tay trái, trầm giọng nói. Tiểu Nhu, người và biểu ca của người cùng Sở Nguyệt đi trước. Đi. Nghe vậy, Bạch Phong vội vàng gật đầu nói. Man huynh yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cho bọn họ. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, nhưng mà đi được hai bước thì hắn mới phát hiện, Đường Tiểu Nhu và Sở Nguyệt lại không hề động đậy. Đi thôi. Bạch Phong lớn tiếng nói với hai nàng. Vì sao người ngu như vậy chứ? Đường Tiểu Nhu bỗng nhiên giận dữ hét lên với Man Lực. Ta căn bản không thích ngươi, ngươi có biết không? Ta biết. Man Lực nói. Ngươi thích biểu ca của ngươi. Vậy ngươi sao còn đối với ta như vậy, ngươi có biết hay không, ta và hắn đã làm việc vợ chồng. Đường Tiểu Nhu quát. Không chỉ làm việc vợ chồng, ta còn có con với hắn nữa. Nghe vậy, trên mặt Man Lực hiện lên vẻ đau đớn, hắn gật đầu, nói. Ta biết hết. Ngươi, ở bên cạnh, Bạch Phong kinh hãi nhìn Man Lực, hiển nhiên, hắn không ngờ chuyện giữa mình và Đường Tiểu Nhu, Man Lực này đều biết cả. Đường Tiểu Nhu cũng ngây ra, nàng ta cũng không ngờ Man Lực đã biết hết. Man Lực hít sâu một hơi, nói. Tiểu Nhu, kỳ thật ta đã biết hết, tuy rằng ta rất thích ngươi, nhưng ta biết, ngươi không hề thích ta. Ngươi thích biểu ca của ngươi. Sở dĩ ngươi đáp ứng hôn sự với ta, cũng chỉ là vì bị gia tộc của ngươi bức ép, những cái này ta đều biết. Nhưng biết làm sao đây? Ai bảo ta thích ngươi? Nói đến đây, Man Lực lại hít sâu một hơi, sau đó xoay người nhìn Đường Tiểu Nhu, nói. Lần này ra ngoài, ta đã chủ động yêu cầu thoát ly gia tộc, nói cách khác, hiện tại ta đã không còn là người của Man gia. Ta không phải người Man gia. Hôn ước giữa ta và ngươi tất nhiên cũng sẽ phế bỏ. Cho nên hiện tại ngươi đã tự do. Tự do. Đường Tiểu Nhu lầm bầm như người mất hồn, Bạch Phong ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng ta. Man Lực cười cười, nói. Hiện tại ngươi đã tự do. Nói xong, hắn nhìn về phía Sở Nguyệt ở bên cạnh, trong mắt lộ vẻ ôn nhu và náy, nói. A Nguyệt, rất xin lỗi. Mấy năm nay trong mắt ta chỉ có Tiểu Nhu. Lại xem nhẹ sự tồn tại của ngươi, cho ta một cơ hội để bù đắp, có được không? Nghe vậy, trong mắt Sở Nguyệt lập tức trào ra hai hàng nước mắt trong suốt. Tiểu Nhu, chúng ta cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi. Ở bên cạnh, Bạch Phong ôm chặt lấy Đường Tiểu Nhu, kích động nói. Nhưng mà hắn lại không phát hiện, ánh mắt của Đường Tiểu Nhu lại dừng trên người Man Lực và Sở Nguyệt đang ôm nhau. Một lúc sau, nàng ta thu hồi ánh mắt. Sau đó ôm chặt lấy Bạch Phong, nam nhân này là chỗ dựa cuối cùng của nàng ta. Các ngươi có thể ở bên nhau à? Chưa chắc đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp theo, một nam tử mặc cẩm bào xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nam tử này rất tuấn mỹ, mặt như bạch ngọc, môi hồng răng trắng,
những nam nhân ở đây hoàn toàn không thể so sánh với hắn. Đây tuyệt đối là một nam nhân khiến nữ nhân nhìn thấy cũng phải hổ thẹn. Lãnh Ngọc Nhiễm. Nhìn thấy nam tử này, Bạch Phong kinh hô thành tiếng. Lãnh Ngọc Nhiễm này và đến từ cùng một chỗ với bọn họ, có điều đối phương là thế lực cấp Hoàng Kim, mà bọn họ thì thuộc thế lực cấp Bạch Ngân, hai bên căn bản là không thể so sánh. Dương Diệp nhìn nam tử, cuối cùng dừng ở trước ngực nam tử, sau đó thì thu hồi ánh mắt. Nam tử tên là Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Đường Tiểu Nhu, nói. Ngươi chính là Đường Tiểu Nhu à? Ngươi chắc không biết, phụ thân ngươi đã gả ngươi cho ta. Đương nhiên, ta cũng không có hứng thú với loại đàn bà dâm đãng như ngươi. Có điều Đường gia ngươi cũng thật can đảm, dám gả một ả loang loàn, hơn nữa còn mang thai với nam nhân khác cho Lãnh gia. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Phong và Đường Tiểu Nhu lập tức trắng bệch. Lãnh Ngọc Nhiễm cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp. Sau này, thế gian có thể sẽ không còn Đường gia và Bạch gia nữa rồi. Đặc biệt là Bạch gia ngươi, tuyệt đối sẽ phải biến mất. Bằng không, người không biết còn tưởng rằng Lãnh Ngọc Nhiễm ta bị Bạch Phong ngươi cắm sừng. Cả người Bạch Phong run lên, sau đó trực tiếp quỳ xuống với Lãnh Ngọc Nhiễm, nói. Lãnh huynh, xin Lãnh huynh giơ cao đánh khẽ, xin Lãnh huynh giơ cao đánh khẽ. Giơ cao đánh khẽ, Lãnh Ngọc Nhiễm nói. Cũng không phải là không thể được. Nói xong, hắn chỉ vào đó Đường Tiểu Nhu, nói. Là nữ nhân mà không biết giữ gìn, tằng tịu với nam nhân, còn có thai, đúng là đáng chu diệt. Ta không muốn giết ngươi, bởi vì ta sợ bẩn tay. Bạch Phong, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, giết nữ nhân này rồi, mọi chuyện ta sẽ bỏ qua. Sắc mặt Bạch Phong trở nên vô cùng khó coi. Lãnh huynh, hay là... Đừng có cò kè mặc cả với ta. Lãnh Ngọc Nhiễm lạnh lùng nói. Ngươi không động thủ các chờ Bạch gia của ngươi bị diệt tộc đi. Thân thể Bạch Phong run lên, một lúc sau, hắn nhìn về phía Đường Tiểu Nhu, Đường Tiểu Nhu cũng đang nhìn hắn, trong mắt nàng ta đầy nhu tình và thê lương. Bạch Lang, chúng ta không thể cùng sống, nhưng nguyện được cùng chết. Trong mắt Bạch Phong đầy vẻ dãy giụa, một lúc sau, một tia dữ tợn đột nhiên xuất hiện trong mắt hắn, tiếp theo, một thanh chủy thủ xuất hiện trên tay hắn, sau đó trực tiếp cứa về phía cổ Đường Tiểu Nhu, gằn giọng nói. Đồ đê tiện! Người tự chết một mình đi. Một màn này nằm ngoài dự kiến của mọi người. Bao gồm cả Đường Tiểu Nhu. Khi chủy thủ sắp cửa vào cổ Đường Tiểu Nhu, tới tiếng hự vang lên, Bạch Phong trực tiếp bay ngược ra sau. Bạch Phong đứng dậy, kinh ngạc nhìn Lãnh Ngọc Nhiễm vừa xuất thủ. Lãnh huynh, ngươi. Lãnh Ngọc Nhiễm thản nhiên nhìn hắn một cái, nói. Kỳ thật là ta lừa người đó. Đường gia căn bản không hứa gả Đường Tiểu Nhu cho ta. Sao ngươi không dùng cái đầu heo của ngươi mà nghĩ đi, Đường gia chỉ là thế lực cấp Bạch Ngân, sao có thể làm thông gia với Lãnh gia ta? Ngươi trêu đùa ta. Bạch Phong cả giận nói. Trêu đùa ngươi thì sao? Ngươi cắn ta à? Lãnh Ngọc Nhiễm nói. Ngươi. Bạch Phong tức tới sắc mặt đỏ bừng, nhưng không dám phát tác. Giống như là nghĩ tới gì đó, hắn nhìn về phía Đường Tiểu Nhu mặt như cho tàn, nói. Tiểu Nhu, ta. Đường Tiểu Nhu nhìn hắn, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Nam nhân. Lúc này, Lãnh Ngọc Nhiễm đó nói. Hiện giờ ngươi cũng thấy rõ rồi đó, hắn đối với ngươi chỉ có nhục dục mà thôi. Ở trước mắt lợi ích và sống chết, ngươi là một người tùy thời có thể vứt bỏ. Ngươi vứt bỏ tình yêu chân chính để lựa chọn người trong lòng căn bản không hề có ngươi. Ngươi thật đáng thương, cũng thật đáng buồn. Tiểu Nhu, cho ta một cơ hội. Bạch Phong đột nhiên đi tới trước mặt Đường Tiểu Nhu rồi ôm lấy vai nàng ta, nói. Có điều, khi chủy thủ của Đường Tiểu Nhu sắp chạm tới cổ, chủy thủ trong tay nàng ta trực tiếp vỡ thành bột mịn. Ánh mắt Lãnh Ngọc Nhiễm và nam tử mặc cẩm bào cùng nam tử áo đen đều nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có một tia ngưng trọng. Có đáng không? Dương Diệp nói. Không đáng, một chút cũng không đáng. Người chết sẽ khiến người nhà ngươi đau buồn. Vì một người căn bản không yêu ngươi mà làm thương tổn tới người nhà của ngươi là ngu xuẩn vô cùng. Hiện tại nếu ngươi vẫn cảm thấy mình cứ phải đi theo hắn, vậy thì ngươi cứ tự cắt cổ đi. Yên tâm, ta quyết không ngăn cản, không chỉ không ngăn cản mà ai ngăn cản ta còn đánh người đó. Dương Diệp vốn không muốn xen vào, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy mình cần phải ra tay. Bởi vì những người này nói không chừng đều sẽ là đệ tử của hắn. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa được tính. Nhưng nói không chừng sẽ là như vậy.
Tới nhậm chức giáo tập Vân Hải Thư Viện, hắn rất nghiêm túc. Dù sao việc này không chỉ liên quan tới ân oán giữa hắn và Vân Hải Thư Viện, còn liên quan tới mặt mũi của Cố Kiếm Trai. Đường Tiểu Nhu ngã vật xuống đất, mặt như cho tàn. Tuông mắt Man Lực có một tia không đành lòng, muốn tiến tên thì Sở Nguyệt kéo hắn lại. Man Lực mỉm cười với Sở Nguyệt, sau đó đi tới trước mặt Đường Tiểu Nhu, nói. Tiểu Nhu, người chắc biết, người hiện tại là hy vọng của Đường gia, phụ mẫu người đều hy vọng người có thể gia nhập Vân Hải Thư Viện, nếu người hiện tại tự sát, người nói xem họ sẽ ra sao. Đệ đệ còn nhỏ tuổi của ngươi sẽ ra sao? Đường Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn Man Lực, cuối cùng nàng ta lại nhìn Sở Nguyệt ở bên cạnh, không nói gì, nhưng trong mắt đã không còn vẻ muốn chết. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Ừ, con người ta không phải là thánh hiền, sao có thể không có lỗi lầm? Biết sai để sửa là được. Nói xong, Dương Diệp ngây ra, mình hình như diễn hơi sâu rồi. Hiện tại mình vẫn chưa phải là giáo tập mà. Lắc đầu. Dương Diệp nhìn về phía nam tử áo đen, nói. Ngươi không phải muốn cướp sao? Có thể cướp được rồi đó. Ừ, đánh một chút thì không sao, chỉ cần không chết người là được rồi. Nghe vậy, mấy người trong sân cũng ngây ra, nhìn Dương Diệp với vẻ cổ quái. Hai người Man Lực và Sở Nguyệt lập tức trở nên đề phòng, bởi vì ở đây hai người bọn họ là yếu nhất. Nam tử áo đen nhìn ba người Man Lực, sau đó lắc đầu nói. Không còn tâm tình. Cách đây không xa có một hang sói, đại khái có hơn 20 con lang yêu tôn cấp. Lúc này, Lãnh Ngọc Nhiễm bỗng nhiên nói. Không biết ba vị có hứng thú không? Ba vị, tất nhiên chỉ Dương Diệp, nam tử áo đen và nam tử cẩm bào. Hơn 20 con. Mắt nam tử cẩm bào sáng lên, nói. Chậc chậc, hơn 20 nội đan yêu thú. Nếu có thêm mấy viên, gần như là thể trở thành đệ tử lớp giáp rồi. Trở thành đệ tử lớp giáp khó lắm à? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nghe vậy, vẻ mặt nam tử cẩm bào cứng đờ, hắn nhìn Dương Diệp không nói gì. Mấy người trong sân cũng nhìn Dương Diệp với vẻ cổ quái. Lúc này, Lãnh Ngọc Nhiễm bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Huynh đài chẳng lẽ không phải đệ tử tới nhận khảo hạch? Phải, đương nhiên là phải rồi. Dương Diệp vội vàng cam đoan. Tuyệt đối là hàng thật giá thật. Vậy sao ta cảm thấy huynh đài hình như chẳng biết gì về việc của Vân Hải Thư Viện cả? Lãnh Ngọc Nhiễm nói. Dương Diệp nói. Từ nơi xa xôi hẻo lánh tới, cho nên không biết nhiều lắm về những việc này, khiến chư vị chê cười rồi. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh, Lãnh Ngọc Nhiễm nói. Muốn thành đệ tử lớp giáp, mỗi người cần ít nhất liệp sát 50 yêu thú tôn cấp, 50 yêu thú tôn cấp, huynh đài cảm thấy là đơn giản sao? Cũng không phải quá khó mà. Dương Diệp nói theo bản năng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm có chút khó coi. Chỉ có Đường Tiểu Nhu là thầm công nhận, bởi vì lúc trước yêu thú tôn cấp chính là bị một quyền của Dương Diệp trực tiếp miểu sát. Đương nhiên nàng ta không dám nói ra. Nam nhân trước mắt này hiện tại thoạt nhìn thì cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng cảnh hắn trở nên tức giận nàng ta không quên. Dương Diệp cũng nhận thấy lời nói của mình có chút quá lố, liền cười cười nói. Ta là nói, nếu chúng ta liên thủ với nhau, mỗi người kiếm 40-50 viên nội đan của yêu thú tôn cấp cũng không phải là khó. Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Dương Diệp, nói. Nói như vậy, các ngươi đều đáp ứng hả? Không thành vấn đề. Nam tử mặc cẩm bào nói. Lực lượng của một người chung quy vẫn quá yếu, nếu ba người liên thủ khẳng định sẽ đạt được nhiều hơn là chỉ có một người. Không thành vấn đề. Nam tử áo đen cũng nói. Chư vị, vậy chúng ta cáo từ. Man Lực bỗng nhiên nói. Đi với mấy người đang trước mắt, hắn không cảm thấy an toàn. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Đường Tiểu Nhu ở bên cạnh, nói. Tiểu Nhu, người đi cùng chúng ta, hay là... Đường Tiểu Nhu nhìn Sở Nguyệt, sau đó nói. Các ngươi đi đi, ta muốn đi theo bọn Diệp huynh. Nói xong, nàng ta nhìn về phía đám người Dương Diệp, nói. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mang tới thêm phiền toái cho các ngươi. Lãnh Ngọc Nhiễm trầm ngâm một thoáng, nói. Đi theo chúng ta cũng được, có điều nếu gặp phải nguy hiểm, chúng ta sẽ không bận tâm tới ngươi đâu. Hơn nữa nếu ngươi muốn được chia nội đan yêu thú thì ngươi nhất định phải xuất lực. Bằng không chúng ta cũng xét không cho không ngươi. Được. Đường Tiểu Nhu vội vàng gật đầu nói. Bảo trọng.
Man Lực nói xong liền dẫn Sở Nguyệt biến mất trong tầm mắt mọi người. Chúng ta đi. Lãnh Ngọc Nhiễm nói xong, thân hình khẽ động, lướt về phía xa. Đám người Dương Diệp lập tức đi theo. Chỉ chốc lát sau, Dương Diệp cảm nhận được hơn 10 đạo khí tức cường đại, trong đó trừ của yêu thú ra còn có của nhân loại. Lãnh Ngọc Nhiễm dừng bước, trầm giọng nói. Chúng ta tới chậm rồi. Một thoáng sau, mắt hắn lại sáng rực, nói. Không chậm, là đúng lúc, hắc hắc. Cách mấy người xa xa, hai nam tử và một nữ tử đang kịch chiến với hơn 10 yêu thú. Mà trên mặt đất còn có 7 thi thể của lang yêu tôn cấp. Có điều lúc này ba người hiển nhiên đang cố hết sức, dưới sự vây công của hơn 10 lang yêu tôn cấp, ba người đã hoàn toàn bị áp chế. Đừng nói muốn chuyển bại thành thắng, cho dù là có chạy được hay không cũng là vấn đề. Phải biết rằng tốc độ của lang yêu tôn cấp tuyệt không yếu hơn nhân loại. Lãnh Ngọc Nhiễm dừng bước, trầm giọng nói. Chúng ta tới chậm rồi. Một thoáng sau, mắt hắn lại sáng rực, nói. Không chậm, là đúng lúc, hắc hắc. Cách mấy người xa xa, hai nam tử và một nữ tử đang kịch chiến với hơn 10 yêu thú. Mà trên mặt đất còn có 7 thi thể của lang yêu tôn cấp. Có điều lúc này ba người hiển nhiên đang cố hết sức, dưới sự vây công của hơn 10 lang yêu tôn cấp, ba người đã hoàn toàn bị áp chế. Đừng nói muốn chuyển bại thành thắng, cho dù là có chạy được hay không cũng là vấn đề. Phải biết rằng tốc độ của lang yêu tôn cấp tuyệt không yếu hơn nhân loại. Ngồi chờ ngư ông đắc lợi, khóe miệng thanh niên mặc cảm bào nở một nụ cười tà dị. Cũng được, nam tử áo đen gật đầu đồng ý. Dương Diệp không nói gì, khảo hạch này vốn chính là tàn khốc. Nên nói là không từ thủ đoạn, như vậy mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng không nghi ngờ gì nữa, những người đủ tư cách cuối cùng tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh. Bằng hữu ở xa xa xin hãy xuất thủ tương trợ, chúng ta là bằng hữu của Phong Vũ Triều. Bằng hữu nếu xuất thủ tương trợ, sẽ có hậu tạ. Xa xa, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Phong Vũ Triều. Dương Diệp khẽ nhíu mày, nhìn về phía ba người Lãnh Ngọc Nhiễm, sắc mặt ba người có chút khó coi và ngưng trọng. Lần này tới tham gia khảo hạch của Vân Hải Thư Viện có rất nhiều người, nhưng mạnh nhất trong đó thuộc về 4 người. 4 người này phân biệt là Lý Mậu Trinh, Ngọc Vô Kiều, Mạc Hân Vũ và Phong Vũ Triều. Mỗi một người bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài. Đừng nói yêu thú tôn cấp, cho dù là yêu thú hoàng cấp cũng đều có thể chạm sát. Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Dương Diệp thì tiền giải thích. Lý Mậu Trinh cũng tới. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, nói. Vậy thì có liên quan gì tới chúng ta? Lãnh Ngọc Nhiễm trợn mắt nói. Ngươi nói xem, nếu Phong Vũ Triều biết chúng ta thấy chết mà không cứu được, hơn nữa còn mượn gió bẻ măng, ngươi nói hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ai? Đúng là xui xẻo, còn tưởng rằng gặp được chuyện tốt, không ngờ lại là phiền toái. Nói xong, thân hình Lãnh Ngọc Nhiễm khẽ động, lao về phía đám yêu thú. Nam tử áo đen và nam tử cẩm bào cũng lập tức xông lên. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó cũng lao theo. Sau khi có mấy người gia nhập, cục diện trong sân lập tức xoay chuyển, hơn 10 lang yêu tôn cấp lập tức bị chảm sát. Sau khi chảm sát hơn 10 con lang yêu tôn cấp, nam tử mặc áo trắng cầm đầu trong nam một nữ chắp tay nói với mấy người Dương Diệp. Đa tạ mấy vị đã tương trợ. Tuy rằng cảm ơn, nhưng hắn lại thu hết toàn bộ nội đan yêu thú chảm sát được vào trong túi của mình. Cảm ơn họ làm gì, lúc trước bọn họ trốn trong bóng tối, chẳng phải là muốn ngư ông đắc lợi sao? Nếu không phải nghe thấy tên của biểu ca ta, bọn họ không chừng còn ở sau lưng đâm lén thêm mấy dao đó. Nữ tử vừa lên tiếng khoảng chừng 20 tuổi, diện mạo có chút xinh đẹp, chỉ là lúc này trên mặt nàng ta đầy vẻ lạnh lùng và châm chọc, giống như tức giận vì đám người Lãnh Ngọc Nhiễm lúc trước ra tay chậm trễ. Nghe vậy, sắc mặt nam tử áo đen và nam tử cẩm bào trầm xuống, định lên tiếng thì Lãnh Ngọc Nhiễm lại cản họ lại, sau đó nói. Không sao, chuyện một cái nhấc tay mà thôi, chư vị, sau này còn gặp lại. Nói xong Lãnh Ngọc Nhiễm dẫn đám người Dương Diệp xoay người bước đi. Không tiến. Nam tử mặc áo trắng cầm đầu cười cười. Chậm đã. Đúng lúc này, nữ tử đó bỗng nhiên nói. Đám người Lãnh Ngọc Nhiễm dừng bước, xoay người nhìn về phía nữ tử, ngón tay nữ tử chỉ về phía chồn tía đang ngủ trên vai Dương Diệp, nói. Người thì có thể đi, nhưng tiểu gia hỏa này thì để lại cho ta. Đám người Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn về phía Dương Diệp lắc đầu nói. Không được, nó thích ở bên ta.
ta tìm ngươi đòi là để mắt tới ngươi rồi đó. Nữ tử đột nhiên bước về phía Dương Diệp, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng. Đừng như vậy được không? Dương Diệp nói. Bọn họ dặn ta phải nhún nhường làm người, ngươi cứ như vậy khiến ta rất khó xử. Nữ tử dừng chân, nói. Ta đổi ý rồi. Dương Diệp cười nói. Thế mới tốt. Nhưng mà lúc này nữ tử lại nói. Không chỉ phải để lại tiểu gia hỏa này, mà nội đan yêu thú tôn cấp trên người các ngươi cũng phải để lại. Nụ cười của Dương Diệp lập tức cứng đờ. Nghe thấy lời nói của nữ tử đó, sắc mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm trầm xuống. Dương Diệp nhìn ba người, nói. Các người gặp nguy hiểm, chúng ta xuất thủ cứu giúp, các người chẳng thể hiện gì thì thôi. Hiện tại còn muốn cướp chúng ta, thế có phải hơi quá đáng không? Thể hiện à? Ba người nữ tử giống như nghe thấy chuyện cực kỳ buồn cười, trên mặt ba người đều lộ vẻ châm chọc. Nữ tử nói. Lúc trước các người xuất thủ tương trợ, chẳng phải bởi vì danh tiếng của biểu ca ta sao? Nếu không phải vậy, các ngươi không chỉ không ra tay tương trợ mà còn đợi ngư ông đắc lợi, ta nói không sai chứ. Nói đến đây, nữ tử cười lạnh một tiếng, nói. Nếu như vậy, chúng ta vì sao phải cảm kích các ngươi? Được rồi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, không muốn thành tàn phế thì mau giao nội đan yêu thú tôn cấp trên người các ngươi ra đây. Còn cả tiểu gia hỏa trên vai người nữa. Nhớ kỹ, ta muốn ngươi quỳ xuống dâng tới trước mặt ta. Dương Diệp nói. Vốn ta là muốn giáo dục là chính, quyền đầu là phụ. Nhưng hiện tại xem ra, ta hoàn toàn thất bại rồi, cho nên, ta quyết định dùng quyền đầu làm chủ, giáo dục làm phụ xem sao. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt. Bốp! Một cái tát vang lên, tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nữ tử đó trực tiếp bay ra sau mấy trăm trượng, sau khi va gãy gần 20 cây đại thụ mới rơi xuống đất. Mọi người hoàn toàn kinh sợ. Một là vì thực lực của Dương Diệp, bởi vì ở đây cơ hồ là không ai có thể nhìn thấy hắn xuất thủ, hai là không ngờ Dương Diệp dám động thủ, phải biết rằng, nữ tử này chính là biểu muội của Phong Vũ Triều. Hắn không sợ Phong Vũ Triều trả thù sao? Người có biết nàng ta là? Nam tử mặc áo trắng cầm đầu đang định lên tiếng, nhưng mà còn chưa nói xong thì bụng hắn đã truyền đến một cơn đau nhói, sau đó cả người bay ngược ra sau. Tên còn lại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không có sức hoàn thủ. Đám người Lãnh Ngọc Nhiễm trong lòng vô cùng chấn động, khi nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt bọn họ không chỉ có thêm vẻ ngưng trọng mà còn cả vẻ đề phòng. Nữ tử bị Dương Diệp đánh đã đứng lên, lúc này, má phải nàng ta đã sưng vù, giống như là mặt lợn. Nữ tử hiển nhiên đã bị đáng cho ngây ngốc, một hồi lâu sau hồi phục lại tinh thần, nàng ta oán độc nhìn Dương Diệp, gầm lên như bị điên. Ngươi dám đánh ta, ngươi không ngờ dám đánh ta. Biểu ca ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Bốp! Lại một tiếng tát vang lên, sau đó nữ tử đó lại bay ra sau. Lần này, mặt bên trái nữ tử cũng sưng lên, lúc này không phải giống như đầu heo mà là biến thành đầu heo thật sự. Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử đó, nói. Ngươi tên gì? Ngươi! Nữ tử đó hầm hầm nhìn Dương Diệp, lại muốn nói gì thì lúc này tay phải Dương Diệp lại giơ lên. Thân thể nữ tử lập tức run bắn, không dám nói những lời đe dọa nữa, thì thào nói khẽ. Ta tên là Hạ Băng Vi, biểu ca ta là Phong Vũ Triều. Dương Diệp lắc đầu, nói. Nữ nhân như ngươi đúng là bị người nhà Triều hư rồi, cho nên làm việc mới không kiêng nể gì như vậy. Với tính cách của ta trước kia, đối với người như ngươi ta thích dùng một kiếm để kết liễu. Có điều hiện tại ta quyết định giáo dục ngươi thôi. Ngươi ở chịu tiếp nhận sự giáo dục của ta không? Ta! Hạ Băng Vi muốn nói gì đó, nhưng lúc này Dương Diệp lại thản nhiên như không giơ tay lên. Khóe miệng Hạ Băng Vi giật giật, sau đó nói. Ta tiếp nhận giáo dục. Dương Diệp cười gật đầu, sau đó lại nhìn về phía hai gã nam tử bên cạnh, nói. Các ngươi thì sao? Ngươi dám đối đãi với Băng Vi như vậy, Phong Vũ Triều sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nam tử mặc áo trắng cầm đầu âm trầm nói. Dương Diệp đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt nam tử mặc áo trắng. Trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp trực tiếp túm lấy tóc nam tử, sau đó đột nhiên nhấc nam tử lên rồi đập xuống đất. Bùm! Nam tử kêu la thảm thiết. Một đập này chính là mấy chục cái. Trong sân, toàn bộ mặt đất đều hoàn toàn vỡ nát, mà tiếng kêu thảm thiết của nam tử cũng không ngừng vang lên.
Thấy một màn này, trong sân không ai là không dùng mình, đặc biệt là Hạ Băng Vi, cả người nàng ta run lẩy bẩy. Đồng thời, trong lòng cũng lấy làm may mắn vì lúc trước đáp ứng nhận giáo dục. Ta nhận giáo dục. Trong sân, một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Dương Diệp ngừng lại, đặt nam tử sang một bên. Lúc này toàn thân nam tử đã sưng phù, thất khiếu đổ máu, có điều cũng may vẫn còn thở. Dương Diệp vỗ vỗ tay nói. Sớm như vậy có phải tốt hơn không? Cứ muốn ta phải dùng nắm đấm. Nói xong, hắn nhìn về phía mặt nam tử mặc áo xám còn lại, thân thể nam tử run lên, vội vàng nói. Ta nguyện ý nhận giáo dục, ta nguyện ý 100 lần. Dương Diệp gật đầu, cười nói. Tốt lắm, ngươi là một nhân tài có thể đào tạo. Hiện tại chúng ta nói lại chuyện vừa rồi nhé. Chúng ta cứu các ngươi không chỉ không tỏ thái độ, còn lấy oán trả ơn, muốn cướp chúng ta, các ngươi nói xem, loại hành vi này có đúng hay không? Ba người vội vàng lắc đầu. Dương Diệp lại nói. Ta biết, các ngươi là bởi vì các ngươi phía sau có chỗ dựa, cho nên không sợ gì. Chỉ là các ngươi có nghĩ tới không? Các ngươi nếu gặp phải một số người tâm địa ác độc, hoặc là người có hậu trường mạnh hơn các ngươi, vậy các ngươi chẳng phải là sẽ phải chết không toàn thây à? Giống như hiện tại, thực lực của ta hoàn toàn là nghiền ép các ngươi, nếu không giảng đạo lý với các ngươi thì các ngươi chẳng phải là tiêu đời rồi à? Đúng, người nói rất đúng, người nói có lý. Nam tử áo xám vội vàng gật đầu đồng ý. Dương Diệp nhìn về phía nam tử mặc áo trắng và Hạ Băng Vi, nói. Hai người các ngươi thì sao? Có lý. Hạ Băng Vi nói rất khẽ, như sợ nói to sẽ chọc giận Dương Diệp. Có lý. Thanh âm của nam tử mặc áo trắng thì vô cùng suy yếu, giống như sắp tắt thở vậy. Dương Diệp gật đầu nói. Các ngươi đều cảm thấy có lý, vậy hiện tại, các ngươi nói cho ta biết. Chúng ta lúc trước cứu các ngươi nên làm như thế nào? Báo ân. Nam tử áo xám vội vàng lấy ra 5 viên nội đan yêu thú tôn cấp đưa tới trước mặt Dương Diệp, nói. Làm người không thể không có lương tâm, các ngươi cứu chúng ta nên báo ân. Đại ca, đây là nội đan yêu thú lúc trước ta đoạt được, ta đã lấy ra hết. Ngươi phải nhận lấy đó, ngươi nếu không nhận sẽ khiến lương tâm ta cắn rứt, cũng chính là khinh thường ta. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng vui lắm, nói. Ngươi tên gì? Chào đại ca, ta tên là Mã Ích. Nam tử áo xám vội vàng nói. Mã thí. Dương Diệp gật đầu, nói. Tên rất hay, tiểu tử ngươi có tiền đồ. Nói xong. Dương Diệp nhìn về phía đó Hạ Băng Vi và nam tử mặc áo trắng, Hạ Băng Vi do dự một thoáng, sau đó cũng lấy ra 5 viên nội đan yêu thú tôn cấp đưa tới Dương Diệp. Dương Diệp, nói. Cảm ơn. Nam tử mặc áo trắng cũng run rẩy lấy ra 5 viên nội đan yêu thú tôn cấp. Dương Diệp tiếp nhận 15 viên nội đan yêu thú, nói. Tốt lắm, các ngươi đều cứu được, không lãng phí một phen khổ tâm của ta. Nói xong, hắn bấm tay búng một cái. Bốn người Lãnh Ngọc Nhiễm mỗi người có được 3 viên nội đan yêu thú, nói. Đây là thù lao lúc trước của chúng ta, đừng khách khí. Đám người Lãnh Ngọc Nhiễm. Chậc chậc, nơi này xảy ra chuyện gì thế? Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên bang lên, tiếp theo một nam tử tay cầm trường kiếm xuất hiện. Nam tử trường kiếm nhìn đám yêu thú tôn cấp ở xa xa, nói. Lúc trước nghe thấy ở đây có động tĩnh. Ta biết ngay nơi này khẳng định có người gặp yêu thú tôn cấp. Đáng tiếc, vẫn tới chậm. Nói xong, hắn liếc về phía đám người Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Hạ Băng Vi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói. Ngươi là Băng Vi. Hạ Băng Vi gật đầu nói. Vũ Phong ca, ta. Vừa nói nàng ta vừa rơi nước mắt, mà không dám nói gì. Thấy thế, sắc mặt nam tử trầm xuống, hỏi. Ai làm? Ta. Hạ Băng Vi khóc càng to hơn. Nhìn thấy nữ nhân này khóc như hoàng hà vỡ đê, Dương Diệp không ngờ sinh ra cảm giác tội lỗi. Giống như hắn đã làm mà ra chuyện người người oán trách với nàng ta vậy. Nam tử cầm kiếm nhìn đám người Dương Diệp, nói. Ngươi yên tâm, ngươi là biểu muội của Phong huynh, cũng chính là biểu muội của ta. Ai khi dễ ngươi, đó chính là khi dễ ta, cũng chính là khi dễ Phong huynh. Ngươi cứ nói đi. Cho dù là ngũ đại thiên tài của Thanh Châu tới đây hôm nay ta cũng sẽ làm chủ cho ngươi. Hạ Băng Vi vừa khóc lóc lắc đầu, vừa nháy mắt với Vũ Phong.
Tuy rằng nàng ta không biết nam tử mà mình đắc tội có thực lực mạnh như thế nào, nhưng Vũ Phong tuyệt đối không thể chống lại được. Đáng tiếc, sắc mặt Vũ Phong lại càng dữ tợn hơn, ánh mắt hắn đảo qua đám người Dương Diệp, nói. Các ngươi thật là can đảm, không ngờ dám khi dễ nàng ta, các ngươi có biết nàng ta là ai không? Nàng ta chính là biểu muội của Phong Vũ Triều. Các ngươi có biết Phong Vũ Triều là ai không? Đó là đệ nhất thiên tài tương lai của ngoại viện Vân Hải Thư viện chúng ta đó. Nói xong, ánh mắt hắn nhất nhất đảo qua đám người Dương Diệp, nói. Là ai làm, tự đứng ra đi, sau đó phế bỏ hai tay. Không, phế bỏ hai tay hai chân, sau đó quỳ ở đây chờ Phong huynh đến cho ta. Đám người Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn về phía Dương Diệp lắc đầu, nói. Xem ra lại có một người cần ta giáo dục rồi. Hiện tại, hỏi ngươi một câu, ngươi có chịu tiếp nhận giáo dục hay không? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, thân thể nam tử mặc áo trắng đang nằm trên mặt đất lập tức run rẩy. Giáo dục á? Thân hình Vũ Phong khẽ động, lao về phía Dương Diệp. Ta không cần giáo dục, mà ta thấy ngươi mới cần giáo dục, hôm nay ta sẽ thay mẫu thân ngươi dạy ngươi phải làm người như thế nào. Bum! Một bóng người trực tiếp bay ngược ra sau. Là Vũ Phong. Một chiều, lại một chiêu. Vào lúc này, mọi người ở đây đã không phải khiếp sợ, mà là rung động. Phải biết rằng, Vũ Phong có tôn giả cảnh, huyền giả tôn giả cảnh tam phẩm cũng không có sức hoàn thủ. Diệp Dương này mạnh như thế nào? Sau khi Vũ Phong rơi xuống đất thì hoàn toàn ngây đơ, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, sau đó thì bản thân bay ra sau. Qua một hồi lâu, hắn vừa định đứng lên thì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó trực tiếp túm lấy tóc hắn, nói. Xem ra, người thật sự không cần giáo dục. Dứt lời, Dương Diệp đột nhiên nhấc Vũ Phong lên rồi đập xuống đất. Bùm! Đập một phát là mấy trăm cái liền. Lúc ban đầu, Vũ Phong vẫn còn hét thảm, nhưng cuối cùng, hắn một chút thanh âm cũng không phát ra được. Chỉ chốc lát sau, thân thể Vũ Phong đã hoàn toàn thành mơ rột đống thịt nát. Mà đầu của hắn vẫn ở trên tay Dương Diệp. Dương Diệp thuận tay ném một cái, đầu Vũ Phong bay đi. Dương Diệp nhìn ba người HCA băng vi, nói. Nhìn thấy chưa, làm người nếu không biết nhún nhường, rất có thể chính là sẽ gặp phải kết cục này đấy. Ba người hạ băng vi lập tức dùng mình, ba người lần này sợ thật rồi. Ngươi nói rất đúng. Đúng lúc này, một nam tử đột nhiên từ xa đi tới, nam tử mặc một thân quần áo đen, trên cổ hắn có một vết sẹo dài hơn 10 cm, lộ ra vẻ dữ tợn. Lúc này, nam tử nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt hắn, sát ý lộ rõ. Bên cạnh nam tử áo đen này còn có một nam tử áo xanh đi theo, nam tử áo xanh lưng đeo hộp kiếm, thần sắc lạnh lùng. Biểu ca. Hạ băng vi nhìn thấy người này, thì oà một tiếng bật khóc. Nàng ta trực tiếp nhào vào trong lòng nam tử, ôm chặt lấy nam tử áo đen mà khóc, nước mắt còn khủng bố hơn hoàng hà vỡ đê. Nghe vậy, sắc mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm đồng loạt biến đổi, mấy người đều kinh hãi nhìn nam tử áo đen, bọn họ không ngờ nam tử áo đen này chính là Phong Vũ Triều trong truyền thuyết. Tuy Phong Vũ Triều không có thanh danh hiển hách như ngũ đại thiên tài của Thanh Châu, nhưng trong phạm vi mấy chục vạn dặm của Vân Hải Thành thì cực kỳ nổi danh. Tuy hắn hiện tại chỉ là tôn giả cảnh, nhưng đã từng giao thủ với cường giả bán thánh. Thực lực của giám người Lãnh Ngọc Nhiễm cũng không tồi, nhưng so với bán thánh vẫn có chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, Phong Vũ Triều ở trong mắt bọn họ tuyệt đối thuộc về tồn tại phải ngước nhìn. Cũng chính bởi vậy, lúc trước bọn họ mới không dám khoanh tay đứng nhìn, đành phải xuất thủ tương trợ đám người Hạ Băng Vi. Hiện tại, nhìn thấy Phong Vũ Triều, nếu nói không kiêng kỵ thì tuyệt đối là giả. Tuy rằng kiêng kỵ, nhưng đám người Lãnh Ngọc Nhiễm không bỏ đi, ngược lại còn bước tới gần Dương Diệp, chứng tỏ muốn cùng tiến cùng lùi với Dương Diệp. Nam tử áo đen chậm rãi vuốt ve lưng Hạ Băng Vi, an ủi. Đừng sợ, có biểu ca ở đây rồi, không ai dám khi dễ ngươi đâu. Hạ Băng Vi vừa khóc vừa chỉ vào Dương Diệp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Dương Diệp thì vội vàng rụt tay lại, sau đó thì không dám nói gì nữa, chỉ khóc. Đây là bị khi dễ tới mức nào mới có thể như vậy? Sắc mặt nam tử áo đen càng âm trầm hơn, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, nói. Biểu muội ta từ bé tới giờ, ta chưa bao giờ nỡ nói một cây nặng lời với nàng ta. Ngươi lại xuất thủ đánh nàng ta. Ha ha, nói cho ta biết, ngươi muốn chết như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Hạ Băng Vi, nói. Ngươi nói đi,
ta có khi dễ ngươi không? Hiển nhiên, sự uy của Dương Diệp vẫn còn, Hạ Băng Vi nhìn Dương Diệp, nhưng không dám nói gì. Dương Diệp xòe tay, nói. Kỳ thật, ta đánh nàng ta là muốn tốt cho nàng ta thôi. Đánh nàng là vì muốn tốt cho nàng ta. Phong Vũ Triều tức tới bật cười, nói. Được, hay lắm, hôm nay ta xem như đã được thấy cái gì gọi là kiêu ngạo rồi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy Hạ Băng Vi ra, sau đó bước về phía Dương Diệp. Hiện tại, ta cũng muốn tốt cho ngươi. Phong Vũ Triều nói xong liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên ở từ xa vang lên. Phong tử, ai đắc tội với ngươi mà khiến ngươi tức giận như thế? Thanh âm vừa dứt, một nữ tử xuất hiện. Nữ tử mặc váy dài màu đen, tay cầm một chiếc ô màu đen, trên mặt mang theo nụ cười tươi tắn. Mạc Hân Vũ, là ngươi à? Phong Vũ Triều trầm giọng nói. Nữ tử váy đen tên là Mạc Hân Vũ cười cười, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Băng Vi. Thật là thú vị, không ngờ có người dám đánh biểu muội bảo bối của ngươi. Nói xong, nàng ta xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Là ngươi đánh à? Dương Diệp gật đầu, mắt cũng quan sát Mạc Hân Vũ này, không thể không nói, nữ nhân này và Phong Vũ Triều rất không tồi, hai người đều là tôn giả cảnh tam phẩm, nhưng thực lực của hai người này tuyệt đối đã hơn xa một số hoàng giả cảnh. Khóe miệng Mạc Hân Vũ lộ ra một nụ cười gằn. Ta ghét nhất là nam nhân đánh nữ nhân, bất kể là vì lý do gì thì cũng đều đáng chết. Dứt lời, ô trong tay nàng ta đột nhiên xoay tròn, tiếp theo mấy chục luồng ánh sáng bạc bắn về phía Dương Diệp. Tay phải Dương Diệp vung lên, những luồng ánh sáng bạc trong phút chốc toàn bộ tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, hai người Mạc Hân Vũ và Phong Vũ Triều mắt lập tức híp lại. Phong huynh, Mạc tiểu thư. Xem ra các ngươi gặp phải cao thủ rồi. Lúc này, nam tử áo xanh lưng đeo hộp kiếm bỗng nhiên nói. Ta vốn không muốn nhúng tay, nhưng ta rất tán thành lời nói của Mạc Hân Vũ tiểu thư, bất kể là lý do gì, đánh nữ nhân chính là không đúng. Nói xong, hắn đột nhiên cũng chỉ về phía Dương Diệp, một đạo kiếm quang từ hộp kiếm sau lưng bắn ra, trực tiếp chém về phía Dương Diệp, tốc độ giống như tia chớp. Kiếm ý cửu trọng đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, trong mắt hai người Mạc Hân Vũ và Phong Vũ Triều lộ vẻ ngưng trọng. Nhưng mà, trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp vươn hai ngón tay ra, sau đó nhẹ nhàng kẹp một cái, chỉ kẹp một cái mà huyền kiếm mang theo kiếm ý cửu trọng trực tiếp bị kẹp chặt. Dương Diệp lắc đầu, nói. Kiếm ý không đủ ngưng luyện, tốc độ cũng không quá nhanh. Vẫn phải luyện thêm. Mọi người. Lần này. Trong mắt ba người Mạc Hân Vũ không phải là ngưng trọng mà vô cùng ngưng trọng. Đặc biệt là nam tử áo xanh. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bấm tay búng một cái, huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay ngược về phía nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh biến sắc, huyền khí trong cơ thể trong nháy mắt ùa vào tay phải. Tiếp theo, tay phải hắn vẫy một cái, tóm lấy chuôi kiếm. Ong! Huyền kiếm run rẩy kịch liệt, tay phải nam tử áo xanh trực tiếp nứt ra. Mà nam tử áo xanh bị cỗ cự lực này chấn cho liên tục lui về phía sau. Ngươi! Sau khi nam tử áo xanh dừng lại thì kinh hãi nhìn Dương Diệp, vào lúc này, nội tâm hắn đã sụp đổ. Bản thân hắn không ngờ ngay cả một kích của đối phương cũng thiếu chút nữa cũng không thể tiếp được. Ngươi rốt cuộc là ai? Phong Vũ Triều trầm giọng nói. Ngươi đoán xem. Dương Diệp cười nói. Không cần đoán, ngươi căn bản không phải người tới tham gia khảo hạch lần này. Đúng lúc này, theo một đạo thanh âm vang lên, một lão già xuất hiện. Tịch trưởng lão. Nhìn thấy người này, mọi người vội vàng cung kính thi lễ với lão già, cho dù ba người Phong Vũ Triều cũng vậy. Tịch trưởng lão này tuy rằng chỉ là một vị trưởng lão ngoại viện, nhưng ở ngoại viện thực quyền vẫn rất lớn. Bọn họ làm sao dám đắc tội? Ngươi là ai? Dương Diệp nhìn lão già, hỏi. Lão già cười nhạo một tiếng, nói. Ngay cả trưởng lão ngoại viện như ta cũng không biết, đúng là nực cười. Ngươi cũng thật can đảm, dám trà trộn vào Vân Hải Thư Viện đến. Với bản sự của ngươi, ngươi tuyệt đối không thể trà trộn được. Khai thật đi, ngươi còn có đồng lõa hay không? Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Kỳ thật hắn chính là đệ tử lần này tới tiếp nhận khảo hạch. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Lúc trước không phải, nhưng hiện tại thì phải. Nghe vậy. Tịch trưởng lão biến sắc, nói. Như vậy không phù hợp với quy củ. Nhưng mà thanh âm đó tại không đáp lại.
sắc mặt Tịch trưởng lão càng khó coi hơn. Dương Diệp nhìn về phía chân trời, sau đó cười nói. Được, ta tiếp nhận khảo hạch. Hắn biết, người vừa lên tiếng chắc đã biết thân phận của hắn, đối phương sở dĩ làm như vậy, chắc vậy không muốn hắn lấy cớ đánh người của Vân Hải Thư Viện. Xem ra người có hậu trường trong thư viện. Tịch trưởng lão nhìn Dương Diệp, âm trầm nói. Cũng có thể nói như vậy. Dương Diệp cười nói. Tịch trưởng lão mặt âm trầm nhìn Dương Diệp, nói. Ta nói cho ngươi hay, đừng tưởng rằng ngươi có hậu trường ở thư viện thì có thể kiêu ngạo, ngoại viện này là thiên hạ của Tịch Mãn Phong ta, đừng nói ngươi có thể thông qua khảo hạch hay không, cho dù ngươi có thể thông qua khảo hạch, ta với có thể chơi chết ngươi. Về phần hậu trường, hừ, ngươi cho rằng lão phu ở nội viện không có hậu trường à? Nụ cười trên mặt Dương Diệp chậm rãi tắt dần, nói. Tới mức như vậy cơ à? Hắn biết, đối phương sở dĩ làm như vậy, đơn giản chính là do bị người thần bí vỗ vào mặt, cho nên đối phương mới chút giận lên đầu hắn. Bụng dạ này, cũng không đến mức thế. Khóe miệng Tịch Mãn Phong phát ra một nụ cười lạnh, nói. Nhưng ta chính là nhìn ngươi ngứa mắt đó, Diệp Dương phải không? Chờ đó, xem ra không cần chúng ta xuất thủ rồi. Phong Vũ Triều cười lạnh một tiếng, sau đó cùng đám người Mặc Hân Vũ xoay người lướt đi xa. Ngươi xong rồi. Lãnh Ngọc Nhiễm bỗng nhiên nói với Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Lãnh Ngọc Nhiễm nói. Hiện tại ngoại viện không có giáo tập, trưởng lão ngoại viện có thể nói là lấy thúng úp voi, người đắc tội với hắn, chẳng phải là xong à? Còn nữa, Vân Hải Thư Viện và Thiên Lang Sơn Mạch giao tiếp với nhau nhiều năm như vậy, trưởng lão ngoại viện khẳng định quen yêu soái của Thiên Lang Sơn Mạch, muốn đối phó ngươi thì không cần đợi ngươi vào tới Vân Hải Thư Viện. Chỉ cần hắn thông báo một tiếng cho yêu soái nơi này là ngươi khẳng định sẽ xong đời. Gừ. Lãnh Ngọc Nhiễm vừa dứt lời, một tiếng gầm từ xa lên, tiếp theo, một con lang yêu hoàng cấp dẫn theo hơn 40 lang yêu tôn cấp từ xa lao tới. Mục tiêu của bọn chúng chính là đám người Dương Diệp. Chơi ngâm ta à? Nhìn yêu thú đang lao tới, hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Trốn đi. Lãnh Ngọc Nhiễm trầm giọng nói. Một con yêu thú hoàng cấp cộng với hơn 40 con yêu thú tôn cấp, bọn họ căn bản không có chút phần thắng nào. Ở bên cạnh, nam tử cẩm bào và nam tử áo đen gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trốn cái gì? Dương Diệp vừa dứt lời, cả người bắn đi, trong ánh mắt của mọi người, hắn trực tiếp va vào con yêu thú hoàng cấp đó. Nhìn thấy một màn này, Đường Tiểu Nhu và Lãnh Ngọc Nhiễm biến sắc, không nhịn được mà quay đầu đi chỗ khác. Bùm! Nằm ngoài dự kiến của mọi người, bay ra không phải Dương Diệp mà là yêu thú hoàng cấp đó. Bùm bùm bùm. Trong sân vang lên những tiếng trầm đục, những tiếng va chạm không ngừng vang lên. Không đến 10 hơi thở, bao gồm cả yêu thú hoàng cấp, tất cả yêu thú toàn bộ bò dưới đất. Hắn, không phải người. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen ở bên cạnh thốt ra một câu như vậy. Quả thật không phải người. Nam tử cẩm bào gật đầu đồng ý. Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp vỗ vỗ tay, đang định lên tiếng thì đúng lúc này sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Gừ! Một tiếng gầm vang vọng trời đất đột nhiên xuất hiện, tiếp theo toàn bộ chân trời trở nên tối sầm. Gừ! Ngay sau đó, vô số tiếng sói tru không ngừng vang lên trong toàn bộ sơn mạch. Tiếp theo, toàn bộ sơn mạch đều rung chuyển, chung quanh và xa xa truyền đến tiếng yêu thú chạy trồm. Thiên lang cật nhật, quần lang xuất động. Lãnh Ngọc Nhiễm nói xong thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi nói. Không ổn rồi, là muốn xuất thủ với Vân Hải Thành và Vân Hải Thư Viện. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên ở phía chân trời. Tất cả đệ tử nhận khảo hạch của Vân Hải Thư Viện nhanh chóng quay về Vân Hải Thư Viện. Còn chưa nói xong nói đã bị một tiếng sói tru trực tiếp chấn đứt. Thiên Lang Sơn Mạch và Vân Hải Thư Viện không phải được coi như là hữu hảo à? Dương Diệp trầm giọng nói. Hữu hảo á? Lãnh Ngọc Nhiễm lắc đầu, nói. Nhân loại và yêu tộc sao có thể hữu hảo? Trước kia mọi người sở dĩ luôn tưởng an vô sự, đó là bởi vì không ai không làm gì được ai, mọi người đều kiêng kỵ lẫn nhau. Hiện tại Thiên Lang Sơn Mạch đột nhiên thừa dịp Vân Hải Thư Viện tuyến nhận đệ tử để ra tay, chúng khẳng định nắm chắc gì đó. Chúng ta lần này rất có thể đã bị cuốn vào một tốc xoáy khủng bố nào đó rồi. Hai mắt Dương Diệp khép hờ,
tinh thần lực tỏa ra bốn phía. Một lúc sau, hắn mở mắt, trầm giọng nói. Chung quanh có lực lượng cường đại kỳ dị tồn tại, những lực lượng này ngăn cách tinh thần lực của ta không thể cảm ứng được quá trăm trượng. Xem ra Thiên Lang Sơn Mạch là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta hiện tại phải làm gì? Đường Tiểu Nhu đột nhiên hỏi. Đám người Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nam tử cẩm bào nói. Ở đây ngươi có thực lực mạnh nhất, ngươi định đoạt. Dương Diệp nhìn ba người, sau đó nói. Chúng ta hiện tại bị vây ở bên ngoài Thiên Lang Sơn Mạch, muốn tới Vân Hải Thành là rất khó khăn, nhưng chúng ta phải quay về. Hơn nữa còn chỉ có thể đi bộ, bởi vì một khi chúng ta phi hành, chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm. Vì sao phải về Vân Hải Thư Viện? Đường Tiểu Nhu bỗng nhiên nói. Dương Diệp nói. Trong phạm vi mấy trăm vạn dặm quanh đây, không phải thế lực của Vân Hải Thư Viện chính là thế lực của Thiên Lang Sơn Mạch, hai thế lực siêu cấp đại chiến, ngươi có thể trốn đi đâu? Hơn nữa, lúc này các ngươi đã coi như là nửa đệ tử của Vân Hải Thư Viện, hiện giờ Thư Viện gặp nạn. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy mà bỏ chạy? Đường Tiểu Nhu có chút sợ hãi nhìn Dương Diệp, nói. Ta không phải có ý này. Ta chỉ là cảm thấy hiện tại chung quanh Vân Hải Thành khẳng định có rất nhiều yêu thú. Hiện tại chúng ta nếu về Vân Hải Thành thì chẳng phải sẽ đối kháng chính diện với bọn chúng sao? Tuy thực lực của chúng ta đều là tôn giả cảnh, nhưng ở trước mặt những thế lực cấp bạch kim này vẫn còn lâu mới có thể chống lại. Nàng ta nói có lý. Lãnh Ngọc Nhiễm gật đầu đồng ý nói. Chúng ta hiện tại nếu về Vân Hải Thành, khẳng định sẽ phải đối kháng chính diện với những yêu thú này. Với thực lực của chúng ta, tùy tiện một gặp phải một yêu thú bán thánh thôi cũng sẽ bị toàn diệt rồi. Vậy các ngươi chuẩn bị làm gì? Dương Diệp nói. Tìm một chỗ để trốn à? Hay là muốn chạy, không có tinh thần lực để dò xét, các ngươi làm sao chạy ra khỏi được sơn mạch mênh mông này? Mấy người trầm mặc. Dương Diệp nói, nhóm người chúng ta nói mạnh thì quả thật không phải mạnh. Nhưng chúng ta yếu à? Chúng ta nếu không yếu thì vì sao không giết lại? Lúc trước các ngươi không phải đang lo không có yêu thú tôn cấp để giết sao? Hiện tại đầy ra rồi đấy. Hơn nữa, chúng ta chỉ cần trở lại được bên ngoài Vân Hải Thành, khẳng định sẽ có cường giả của Vân Hải Thư Viện cứu chúng ta. Ta không tin Thiên Lang Sơn Mạch lợi hại như vậy, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đã diệt được Vân Hải Thành và Vân Hải Thư Viện. Trầm mặc hồi lâu, nam tử áo đen nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta tên là Hắc Sa, ta đi theo ngươi. Nam tử cẩm bào cũng nói. Người khác đều gọi ta là Hắc Soái Bắc, người gọi ta là Hắc Soái được rồi, ta cũng đi theo ngươi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía Lãnh Ngọc Nhiễm và Đường Tiểu Nhu, nói. Ta khẳng định là sẽ về Vân Hải Thư Viện, các ngươi nếu nguyện ý thì có thể đi theo, nếu không muốn thì có thể rời đi. Có điều ta có thể cam đoan, nếu Vân Hải Thư Viện giải trừ được nguy cơ, các ngươi sẽ bị xếp vào số đen của Vân Hải Thư Viện. Các ngươi có thể coi đây là uy hiếp. Ta đi theo ngươi. Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta cũng nguyện ý. Đường Tiểu Nhu nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Nếu các thì hiện tại mấy người chúng ta tạm thời do ta định đoạt, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Bốn người lắc đầu. Dương Diệp nói. Tiểu Lãnh, lần này đệ tử tới tiếp nhận khảo hạch của Vân Hải Thư Viện đại khái có bao nhiêu người? Lãnh Ngọc Nhiễm giống như không ngờ Dương Diệp gọi hắn là Tiểu Lãnh, hắn hơi ngẩn ra, sau đó nói. Nhân số tới tham gia khảo hạch của Vân Hải Thư Viện nhiều vô số kể, có điều phần lớn ở ngay vòng đầu đã bị đào thải. Mà hiện tại nhận khảo hạch thực chiến chỉ khoảng 300-400 người. Ngươi là muốn tập hợp những người này à? Dương Diệp gật đầu. Hắn đương nhiên muốn tập hợp những người này. Nói đùa à, không cứu được những người này, hắn sau này chẳng phải là tư lệnh không lính à. Chỉ là lúc này hắn quả thật có chút cảm khái, trước kia hắn chỉ biết giết người, mà hiện tại, lại phải cứu người, cái này có chút không quen. Muốn tập hợp những người này, là rất khó. Lãnh Ngọc Nhiễm trầm giọng nói. Bọn họ hiện tại khẳng định đều đang giải rác ở các nơi, chúng ta muốn tập hợp bọn họ, nhất định phải đi tìm bọn họ. Trong lúc này rất khó đảm bảo sẽ không gặp phải yêu thú cường đại, đặc biệt là yêu thú cấp bán thánh, chúng ta chỉ cần gặp phải một con thôi là cả đội bị tiêu diệt rồi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Cho dù chúng ta tìm được bọn họ thì thế nào? Những người này đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bọn họ căn bản sẽ không nghe theo sự chỉ huy của ngươi.
tập hợp những người này lại với nhau, nói không chừng còn có thể sinh ra rất nhiều chuyện. Dương Diệp nói, không sao, ai không nghe chỉ huy, ta sẽ đánh là hắn nghe thì thôi. Ai gây chuyện, ta sẽ đánh cho hắn phải ngoan. Ngươi lợi hại. Hắc Soái giơ ngón tay cái lên với Dương Diệp. Quả vậy. Hắc Sa gật đầu đồng ý. Gừ. Đúng lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru, thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động thiên địa, cho dù là cách nhau gần 10 vạn dặm, màng tai của đám người Dương Diệp vẫn đau nhói. Là Lang Yêu Thánh giả cảnh xuất thủ. Lãnh Ngọc Nhiễm trầm giọng nói. Lang Yêu Thánh giả cảnh là yêu vương à? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Lãnh Ngọc Nhiễm lắc đầu, nói. Yêu vương là yêu vương, yêu thú thánh giả cảnh là yêu thú thánh giả cảnh. Ở toàn bộ Thanh Châu, yêu thú thánh giả cảnh khẳng định có hơn trăm, thậm chí là nhiều hơn. Nhưng yêu vương, lại chỉ có 12 vị. 12 vị yêu vương này đều là tồn tại thánh giả cảnh đỉnh phong, cũng chính là loại thánh giả chỉ thiếu một bước nữa là sẽ đột phá tới trên thánh giả. Nói đến đây, Lãnh Ngọc Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hải Thành, nói. Nếu ta đoán không sai, lúc này Thiên Lang yêu vương chắc đang kiềm chế viện trưởng. Với loại cấp bậc của bọn họ, muốn chết cũng khó. Ta lo là Thiên Lang yêu vương lần này không ngờ tấn công Vân Hải thư viện với quy mô lớn, khẳng định là có con bài chưa lật gì đó, đó mới là đáng sợ nhất. Dương Diệp hít sâu một hơi, khóe miệng có một tia chua chát. Mình còn chưa chính thức thượng nhiệm đã bị dính vào chuyện này. Không thể không nói, lần này thật sự có chút xui xẻo. Kỳ thật, hắn có thể lựa chọn bỏ đi, nhưng hắn không làm vậy. Nếu là một mình, hắn khẳng định sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này, nhưng hiện tại hắn đang đại biểu cho cổ kiếm trai. Nếu Vân Hải thư viện bị diệt thì không sao, nhưng nếu không bị diệt, vậy hắn hiện tại rời đi, cổ kiếm trai cong mặt mũi gì? Bản nhân cho không hề coi trọng cái thứ mặt mũi này, nhưng hiện tại thân là đệ tử cổ kiếm trai. Hắn phải suy nghĩ cho cổ kiếm trai. Chúng ta nếu muốn tập hợp những người đó, ta cũng có biện pháp. Lãnh Ngọc Nhiễm đột nhiên nói. Chúng ta hiện tại khẳng định không thể tách ra được. Biện pháp duy nhất chính là trước tiên xác định một điểm liên lạc. Sau đó dùng người tìm người, bảo bọn họ đến điểm liên lạc để hội hợp. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, sau đó nói. Biện pháp này khả thi. Đúng lúc này. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Tiếp theo, mấy bóng người từ xa chạy đến, phía sau mấy bóng người này là một con lang yêu màu đen mắt lộ hung quang. Tôn cấp. Nhìn thấy là tôn cấp, Hắc Soái bác cười lạnh một tiếng, nói. Chỉ là một con yêu thú tôn cấp mà thôi, xem bản thiếu gia diệt nó. Nói xong bước về phía đó con lang yêu đó. Mà đúng lúc này, vô số lang yêu màu đen từ trong rừng rậm chạy ra. Cả mảng rừng rậm trong phút chốc biến thành bình địa. Nhóm lang yêu này số lượng ước chừng hơn 1.000 con. Thân thể Hắc Soái bác cứng đờ, sau đó lại đi về tới bên cạnh Dương Diệp, nói. Ta cảm thấy ngươi ra mặt thì tốt hơn. Các ngươi chạy trước đi. Dương Diệp bỗng nhiên trầm giọng nói. Đám người Lãnh Ngọc Nhiễm hơi ngẩn ra, nhìn về phía Dương Diệp với vẻ khó hiểu, mọi người đều đang chờ hắn đại phát thần uy, giải quyết những lang yêu tôn cấp này. Nhưng bọn họ không ngờ, Dương Diệp lại bảo bọn họ chạy. Còn không chạy sao, muốn chết à? Dương Diệp lạnh lùng lườm đám người Lãnh Ngọc Nhiễm một cái, mấy người hơi do dự, sau đó thân hình khẽ động, lướt về phía xa. Mà bốn người lúc trước chạy đến lại không cần Dương Diệp nói đã trực tiếp một đường chạy đi xa tít. Dương Diệp bước một bước về phía trước, một cỗ uy áp khủng bố từ trong cơ thể hắn ùa ra. Khi cảm nhận được cỗ uy áp này, bầy sói đang chạy trồm về phía hắn bị ép phải đứng lại. Khi bầy sói nhìn về phía Dương Diệp, tuy trong mắt vẫn mang theo hung quang, nhưng đã có thêm vẻ kiêng kỵ. Dương Diệp lạnh lùng lườm bầy sói, quát. Cút! Thanh âm ẩn chứa một cỗ khí thế, dưới cỗ khí thế này, bầy sói lập tức kìm lòng không đậu lui về phía sau. Gừ! Một con cự lang cầm đầu đột nhiên phát ra tiếng sói y chu, sau đó tung người nhảy lên trực tiếp lao về phía Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia hàn quang, một quyền đánh ra, tiếng khi nổ vang lên không dứt, đi không gian cũng phải chấn động. Bùm! Cự lang trực tiếp bay ngược ra sau, cuối cùng thân thể cực lớn đó dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy hóa thành một bãi xê thịt nát. Dương Diệp chỉ vào đống thịt nát, nhìn đám lang yêu, nói. Cơ hội cuối cùng, nếu không cút, các ngươi sẽ có kết cục như hắn.
Gừ. Bầy sói chu lên, sau đó toàn bộ thối lui như thủy triều. Sau khi bầy sói thối lui, ánh mắt Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía một hòn đá to ở xa xa, vừa nhìn về phía đó thì người hắn đã tới trước đá to, sau đó một quyền đánh ra. Ầm. Đá to nháy mắt hóa thành bột mịn, cùng lúc đó, một quyền đầu đột nhiên đánh lên quyền đầu của Dương Diệp. Bốp một tiếng, không gian vặn vẹo, Dương Diệp lui liền ra sau 10 bước. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải buông ra, sau đó lại nắm chặt. Ở cách hắn không xa, một nam tử khôi ngô đang đứng đó, dáng người nam tử cực kỳ biêu hãn, ít nhất phải to hơn Dương Diệp 3 lần. Quyền đầu của hắn quả thực là còn to gấp đôi đùi Dương Diệp. Trên mặt nam tử đeo một chiếc mặt nạ quỷ. Trên mặt nạ quỷ có lực lượng thần bí, tinh thần lực của Dương Diệp căn bản không thể thẩm thấu. Ngươi là ai? Nam tử đeo mặt nạ nói. Thanh âm của hắn rất trầm thấp, nói không rõ tiếng, giống như trẻ con đang học nói. Dương Diệp không nói gì, bước một bước về phía trước, nháy mắt đã đi tới trước mặt nam tử đeo mặt nạ, sau đó đánh ra một quyền. Nam tử đeo mặt nạ cũng đánh ra một quyền. Dương Diệp lui ra sau 10 bước, nam tử đeo mặt nạ thì không chút sức mẻ. Trong mắt Dương Diệp mang theo một tia ngưng trọng, nam tử đeo mặt nạ trước mắt này chỉ là hoàng giả cảnh tam phẩm, nhưng lực lượng nhục thân lại khủng bố như vậy, phải biết rằng tuy hắn không dùng toàn lực, bảo ít nhất cũng đã sử dụng 6 thành lực lượng, 6 thành lực lượng, hoàng giả cảnh bình thường trực tiếp sẽ biến thành thịt nát. Mà đối phương lại không chút sức mẻ, ngược lại hắn còn bị đẩy lùi. Quan trọng nhất là đối phương cũng không xuất toàn lực. Ta ở trên người ngươi cảm nhận được cả khí tức của yêu thú và nhân loại. Dương Diệp nhìn nam tử đeo mặt nạ, trong mắt có một tia nghi hoặc. Ngươi là người hay là yêu? Nam tử đeo mặt nạ không nói gì, cách không đánh một quyền về phía Dương Diệp. Một đạo quyền ấn năng lượng nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Dương Diệp, khí thế bên trong quyền ấn năng lượng trực tiếp khiến cho một mảng rừng rậm phía sau Dương Diệp trong nháy mắt biến thành hư vô. Hai mắt Dương Diệp híp lại, huyền khí trong cơ thể ùa vào quyền đầu bên phải, sau đó đánh về phía trước. Khí thế bên trong quyền ấn năng lượng lập tức tiêu tán, Dương Diệp thu quyền lại rồi đánh tiếp. Quyền ấn năng lượng trực tiếp tiêu tán, lần này Dương Diệp không lui lại, bởi vì hắn đã dùng toàn bộ lực lượng nhục thân. Lực lượng nhục thân rất mạnh. Nam tử đeo mặt nạ nói. Ngươi cũng rất mạnh. Dương Diệp nói. Nam tử đeo mặt nạ trầm ngâm một lúc, nói. Có muốn gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện không? Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên trầm nói. Ngươi là người của Vân Tiêu Thánh Điện. Nói cách khác, ngươi quen Lâu Thiên Tiêu đó. Nam tử đeo mặt nạ nói. Hắn từng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Vân Tiêu Thánh Điện, hiện tại thì là ta. Vậy An Nam Tĩnh thì sao? Dương Diệp nói. Ngươi từng đánh với An Nam Tĩnh chưa? Nàng ta không tính là người của Vân Tiêu Thánh Điện. Nam tử đeo mặt nạ nói. Ngươi quen nàng ta à? Nàng ta hiện giờ vẫn ổn chứ? Dương Diệp hỏi. Tất nhiên. Nam tử đeo mặt nạ nói. Nàng ta đã được gả cho Thiên Tiêu, trở thành phi tử của thánh chủ đời tiếp theo của Vân Tiêu Thánh Điện, sao có thể không ổn? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Một câu hỏi cuối cùng, lúc trước ngươi trốn ở trong bầy sói. Chúng phát hiện ra người nhưng lại không công kích ngươi. Nói cách khác, người và bọn chúng là một nhóm, không, phải nói, Vân Tiêu Thánh Điện người và Thiên Lang Sơn Mạch là một nhóm, đúng không? Đúng. Nam tử đeo mặt nạ nói. Thực lực của ngươi không tồi, cứ vậy mà chết thì thật sự rất đáng tiếc, nếu nguyện ý, có thể gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện, với thực lực và thiên phú của ngươi, chắc chắn sẽ được coi trọng. Nếu ta không gia nhập thì sao? Dương Diệp nói. Biết vì sao ta trả lời người nhiều như vậy không? Dương Diệp nói. Nam tử đeo mặt nạ nói. Bởi vì chỉ có người một nhà và người chết mới có thể giữ bí mật, người muốn làm người một nhà, hay là người chết? Người có phải cảm thấy lực lượng nhục thân của người rất mạnh hay không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Ở cảnh nội Thanh Châu, trong cùng cấp ta chưa thấy ai mạnh hơn ta. Tử đeo mặt nạ, nói. Cho dù là yêu thú cùng cấp, cổ tay Dương Diệp khẽ động, man thần kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nói. Hôm nay ta cho ngươi kiến thức thử. Dứt lời, thân thể Dương Diệp lao tới, tốc độ cực nhanh, Dương Diệp đi qua đâu, trực tiếp để lại từng đạo tàn ảnh như thực chất. Còn chưa mất tới 1/10 hơi thở,
Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt nam tử đeo mặt nạ, sau đó man thần kiếm trong tay đột nhiên quét ngang. Nam tử đeo mặt nạ căn bản không thể trốn tránh, bởi vậy, hai tay hắn nắm chặt quyền trực tiếp đánh vào man thần kiếm của. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, hai chân nam tử đeo mặt nạ kéo lê dưới mặt đất rồi lùi ra sau, lùi gần 500 trượng. Một khe nứt cực sâu từ trước mặt Dương Diệp kéo dài tới dưới chân nam tử đeo mặt nạ. Mà hai tay nam tử đeo mặt nạ thì đang run rẩy. Ngươi! Thanh âm của nam tử đeo mặt nạ mang theo một tia khiếp sợ, hắn muốn nói gì đó, nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Vào khoảnh khắc hắn dừng lại, Dương Diệp đã lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó man thần kiếm đập thẳng vào đầu hắn. Một kiếm này hạ xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế cường đại và lực lượng trong đó trực tiếp chấn cho mặt đất dưới chân nam tử đeo mặt nạ sụp xuống hơn 10 trượng. Trong mắt nam tử đeo mặt nạ hiện ra vẻ kinh hãi, không dám lơ là, trong tay hắn xuất hiện một thanh thiết chùy, sau đó giơ thiết chùy lên đỡ. Ầm một tiếng, Dương Diệp và nam tử đeo mặt nạ trực tiếp chui xuống đất. Mà đúng lúc này, chân trời đột nhiên vỡ ra một khe hở, tiếp theo một bàn tay khổng lồ từ bên trong thò ra, sau đó trực tiếp chui vào trong mặt đất. Ầm. Sâu trong mặt đất truyền đến một tiếng nổ, bàn tay khổng lồ run lên kịch liệt, ầm ầm tiêu tán. Mà lúc này, Dương Diệp nhảy ra khỏi cùng lúc đó, đó nam tử đeo mặt nạ cũng nhảy ra theo. Thiết chùy trong tay nam tử đeo mặt nạ đã biến hình nghiêm trọng, mà hai tay nam tử đeo mặt nạ thì đang run rẩy kịch liệt. Bù! Không gian phía chân trời đột nhiên lại vỡ ra, sau đó lại một bàn tay khổng lồ thò ra, bàn tay khổng lồ nắm chặt thành quyền, sau đó trực tiếp Dương Diệp đánh về phía Dương Diệp. Bán thánh cao cấp! Hai mắt Dương Diệp híp lại. Man thần kiếm trong tay bay thẳng đến lên trên, va chạm với quyền đầu đó. Ầm. Bàn tay khổng lồ đó lộ ầm ầm tiêu tán, mà Dương Diệp thì liên tục lui ra sau. Chân trời lại nứt ra. Lần này, không phải một bàn tay, mà là hai bàn tay từ trong thò ra. Hai gã bán thánh cao cấp. Trong mắt Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một tia dữ tợn. Đừng nói là hai bàn tay. Cho dù bản tôn của các ngươi đến đây thì cũng làm gì được ta. Dứt lời, man thần kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên quét ngang. Một đạo kiếm khí bắn ra, chém lên hai bàn tay khổng lồ đó. Ầm, kiếm khí quét tới, hai bàn tay khổng lồ ầm ầm tiêu tán. Lần này, chân trời khôi phục bình tĩnh, mà nam tử đeo mặt nạ thì đã biến mất tại chỗ. Dương Diệp nhìn về phía chân trời một lúc, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Hai gã bán thánh cao cấp đó tất nhiên không phải sợ hắn, đối phương sở dĩ không dùng xé rách không gian đến đây, khẳng định là vì lúc này Vân Hải Thành đã bắt đầu đại chiến, đối phương căn bản không thể phân thân. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Vân Tiêu Thánh Điện và Thiên Lang Sơn Mạch đã liên thủ, hai thế lực lớn này liên hợp với nhau, Vân Hải Thư Viện làm sao cản được đây? Nếu Vân Hải Thư Viện không cản được, vậy hiện tại hắn dẫn những người này về khác gì đi chịu chết? Đúng lúc này, một cỗ uy áp khủng bố đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Diệp, khi cảm nhận được cỗ uy áp này, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, bởi vì đây là uy áp của cường giả thánh giả. Một ngón tay không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Diệp, ngón tay còn chưa hạ xuống, nhưng khí thế và lực lượng trong đó đã khiến cho không gian chung quanh Dương Diệp trực tiếp nứt ra. Yên lặng một thoáng, ngón tay đột nhiên hạ xuống. Con người Dương Diệp co rút lại. Huyền khí và kiếm ý trong cơ thể nháy mắt trào ra bên ngoài cơ thể. Đúng lúc này, bàn tay đột nhiên xuyên qua không gian, trực tiếp đánh lên ngón tay đó. Ầm, cả hai trực tiếp tiêu tán, một cỗ sóng khí khủng bố đột nhiên bùng nổ, nhưng rất nhanh một khe lớn đen xì xuất hiện ở trên không, cỗ sóng khí đó trực tiếp bị hút vào trong khe, chân trời khôi phục bình tĩnh. Dẫn bọn họ về, ta giúp kiếm ý ngươi để thăng tới hư vô cảnh, viện trưởng. Trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên một đạo thanh âm già nua. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, trầm ngâm một thoáng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Ta chơi. Vốn Dương Diệp còn có chút do dự xem có nên nhúng tay vào vũng nước đục của Vân Hải Thư Viện này hay không, dù sao hiện tại có hai đại thế lực siêu cấp muôn ra tay với Vân Hải Thư Viện, chứ không phải chỉ có Thiên Lang Sơn Mạch. Nhưng hiện tại, hắn đã quyết định sẽ tới Vân Hải Thư Viện. Trừ bởi vì lời hứa đó của viện trưởng ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là thực lực của viện trưởng. Lúc trước ra tay với hắn cũng là thánh giả, nhưng hiển nhiên, đối phương không mạnh bằng viện trưởng. Cho nên,
hắn quyết định đánh cược một lần, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vì kiếm ý hư vô cảnh, đáng để cược. Dương Diệp thu hồi man thần kiếm vào nạp giới, sau đó thân hình khẽ động, lướt về phía xa. Rất nhanh Dương Diệp đuổi kịp đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, nhưng khi nhìn thấy đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, mày hắn lập tức nhíu lại. Lúc này đám người Lãnh Ngọc Nhiễm đang cùng giằng co với bốn người đào vong lúc trước. Trên mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm đấy vẻ giận dữ, Hắc Soái Bác và Hắc Sa thì sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng. Bốn người kia thì ánh mắt không ngừng quan sát trên người Lãnh Ngọc Nhiễm, khóe miệng mang theo vẻ khinh khỉnh. Hai bên trong cơ thể huyền khí dũng động, khí thế không ngừng đối kháng nhau. Sao lại thế này? Dương Diệp trầm giọng nói. Nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm có chút dễ coi hơn một chút, bọn họ chưa lên tiếng thì nam tử mặc áo trắng cầm đầu trong bốn gã nam tử ở đối diện bọn họ nói trước. Ngươi không ngờ vẫn sống sót. Trong mắt bốn người đều mang theo một tia kinh ngạc. Bọn họ đùa giỡn tiểu lãnh. Hắc Soái Bác trầm giọng nói. Đùa giỡn. Nam tử mặc áo trắng cười hắc hắc, nói. Sao lại nói là đùa giỡn? Vịch Lãnh huynh này rõ ràng là nam nhân, nếu là nam nhân, chúng ta muốn ôm một cái thì có gì quá đáng đâu. Dương Diệp nhìn Lãnh Ngọc Nhiễm, chuyện này cho đã hiểu đại khái. Chỉ cần có chút thực lực, đều có thể nhìn ra Lãnh Ngọc Nhiễm này là nữ cải nam trang, mà bốn người nam tử mặc áo trắng trước mắt này chắc đã nhìn ra, bởi vậy, trong ngôn ngữ có thể có chút chòng ghẹo, cho nên mới chọc giận đám người Lãnh Ngọc Nhiễm. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn về phía đám người nam tử mặc áo trắng, nói. Nói lời xin lỗi đi, việc này cho qua. Xin lỗi. Nam tử mặc áo trắng hơi ngẩn ra, lập tức quan sát Dương Diệp rồi nói. Trong cuộc đời này của Trương Thanh Vân ta chưa từng xin lỗi ai. Hay là ngươi dạy ta nhé? Ngươi chắc chứ? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặc áo trắng. Trương Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nói. Ta vô cùng chắc chắn và khẳng định. Bốp! Trương Thanh Vân vừa dứt lời, một tiếng tát vang lên, trong ánh mắt của mọi người, má phải Trương Thanh Vân sưng vù, nhưng người hắn thì không bay ra, bởi vì Dương Diệp đã đứng ở trước mặt hắn túm áo hắn lại. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi. Dương Diệp vừa dứt lời, tay không ngừng vung. Bốp bốp bốp! Ba hơi thở qua đi, cả khuôn mặt Trương Thanh Vân đã biến thành đầu heo, mà bản thân hắn thì hoàn toàn ngây ngốc. Không chỉ hắn, ngay cả ba người phía sau hắn cũng hoàn toàn ngây ngốc. Về phần đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, bọn họ thì đã thấy quen rồi. Dương Diệp ném Trương Thanh Vân tới trước mặt Lãnh Ngọc Nhiễm, nói. Hiện tại ngươi biết xin lỗi chưa? Nếu vẫn chưa thì ta không ngại dạy ngươi tiếp. Trương Thanh Vân oán độc nhìn Dương Diệp, nói. Ra, ta là, trưởng, lão. Ngoại, viện, ngươi. Bởi vì răng đã bị Dương Diệp đánh gãy, hơn nữa miệng cũng méo rồi, bởi vậy, Trương Thanh Vân nói chuyện không được lưu loát. Ngươi là muốn nói cho ta biết, ra ngươi là trưởng lão ngoại viện, ta đánh ngươi rồi, lão nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, đúng không? Dương Diệp nhìn Trương Thanh Vân nói. Đúng. Trương Thanh Vân còn chưa nói xong, Dương Diệp đã lại giơ tay lên tát vào miệng hắn, lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho thân thể Trương Thanh Vân kéo lê trên mặt đất bay ra ngoài. Ở trên mặt đất vẽ ra một khe rãnh dài chừng trăm trượng, thân thể Trương Thanh Vân mới dừng lại. Chưa chết, Dương Diệp nắm giữ lực đạo rất tốt. Dương Diệp bước về phía Trương Thanh Vân, Lãnh Ngọc Nhiễm lại đột nhiên kéo hắn lại, nói. Bỏ đi. Nàng ta vốn rất tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Trương Thanh Vân, sự tức giận trong lòng nàng ta đã biến mất, chỉ còn lại sự thương hại. Dương Diệp nói. Là nam nhân thì phải tôn trọng nữ nhân. Hắn không tôn trọng cũng không sao, cho hắn cơ hội thay đổi, nhưng ngươi cũng thấy đấy, hắn căn bản không thay đổi. Cho nên, ta cảm thấy cần phải giáo dục hắn, nếu hắn không chịu nghe theo ta giáo dục, vậy đành chịu thôi, ta chỉ có thể kết liễu hắn. Bằng không, để hắn sống, sau này nói không chừng lại ỷ vào gia của mình đi làm những chuyện quá đáng hơn. Nói xong, Dương Diệp đi tới trước mặt Trương Thanh Vân, vừa định muốn động thủ thì Trương Thanh Vân lại suy yếu nói. Ta xin lỗi. Không có tự trọng. Hắc Sa bỗng nhiên nói một câu. Không chỉ không có tự trọng mà còn ngu ngốc nữa. Hắc Soái Bác nói. Lãnh Ngọc Nhiễm lắc đầu, nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp. Người trước mắt này hơi có chút bạo lực. Dương Diệp xách Trương Thanh Vân đi tới trước mặt Lãnh Ngọc Nhiễm,
sau đó lại chỉ bốn người bên cạnh, nói. Các ngươi cũng phải xin lỗi, chắc không cần ta dạy các ngươi phải xin lỗi như thế nào chứ. Không không. Bốn người vội vàng lắc đầu, nói đùa à, Trương Thanh Vân này là tôn giả cảnh thượng phẩm, nhưng mà hắn ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, có thể tưởng tượng, nam nhân trước mắt này mạnh cỡ nào. Bọn họ nào dám chống đối. Sau khi mấy người xin lỗi, Dương Diệp thuận tay ném một cái, mấy viên đá năng lượng siêu phẩm rơi xuống trước mặt mọi người nói. Ta xem xét chung quanh rồi, tạm thời chắc là an toàn, các người điều tức trạng thái của mình cho tốt đã. Sau khi khôi phục chúng ta lập tức khởi hành. Nói xong, hắn nhìn đám người Trương Thanh Vân, nói. Các ngươi nếu nguyện ý thì có thể đi theo, có điều trong quá trình này phải nghe ta chỉ huy, nếu không muốn thì có thể đi ngay. Chúng ta đi theo ngươi. Một nam tử trong đó nói. Hai người còn lại cũng vội vàng gật đầu, hiện tại trong sơn mạch này toàn là yêu thú, một khi vận khí không tốt đụng phải thu lợi hại, vậy tuyệt đối chính là chết không có chỗ chôn thây. Đi theo một cường giả siêu cấp tuyệt đối an toàn hơn nhiều. Không nghi ngờ gì nữa, lúc này Dương Diệp ở trong mắt mọi người đã thuộc về cường giả siêu cấp. Ánh mắt Dương Diệp hướng về phía chân trời, lúc này rõ ràng là ban ngày, nhưng chân trời lại vẫn là một mảng tối đen, có thể tưởng tượng, thực lực của Thiên Lang Yêu Vương khủng bố cỡ nào. Viện trưởng Lã Đô Nhân, ngươi nên cố gắng một chút, đừng để ta dẫn người về rồi ngươi lại chết trước. Vậy chính là lừa ta đến thảm đó. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó ngồi xếp bằng ở dưới đất, cũng lấy ra mấy viên đá năng lượng siêu phẩm rồi bắt đầu hấp thu. Lúc này Lãnh Ngọc Nhiễm đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói. Ta cảm thấy Thanh Châu này có thể sắp rối loạn rồi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Lãnh Ngọc Nhiễm trầm giọng nói. Vân Hải Thư Viện luôn luôn trung lập, không tham gia tranh đấu của bất kỳ thế lực nào, bao gồm cả yêu tộc. Nhưng lần này Thiên Lang Sơn Mạch không ngờ ra tay với Vân Hải Thư Viện, trong đây nhất định có điều gì đó mờ ám. Dương Diệp gật đầu, Lãnh Ngọc Nhiễm không biết, lần này, không chỉ có Thiên Lang Sơn Mạch, còn có Vân Tiêu Thánh Điện. Vân Tiêu Thánh Điện vì sao muốn ra tay với Vân Hải Thư Viện? Mục đích của bọn họ là gì? Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Lãnh Ngọc Nhiễm nói. Ngươi muốn nói gì? Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Dương Diệp, nói. Với thực lực của ngươi, ngươi muốn chạy trốn, cơ hội thành công rất lớn, phải nói căn bản là không có khó khăn gì, nhưng ngươi vì sao vẫn mang theo những gánh nặng như chúng ta? Dương Diệp nói, các ngươi hiện tại có tính là đệ tử của Vân Hải Thư Viện không? Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Dương Diệp, nói, vậy là được rồi, các ngươi hiện tại đã xem như là đệ tử ngoại viện, nếu đệ tử ngoại viện thì không thoát khỏi liên quan với ta. Nếu hắn không nhận được thư mời của Vân Hải Thư Viện, hắn tất nhiên sẽ không có trách nhiệm với những đệ tử này, nhưng vấn đề là hắn đã tiếp nhận. Nói cách khác, những người trước mắt này, kỳ thật đều xem như đệ tử của hắn. Vì sao? Lãnh Ngọc Nhiễm khó hiểu hỏi. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, tiếp theo, vô số tiếng năng lượng nổ không ngừng ở xa xa vang lên. Đột nhiên, hai nữ tử từ xa lướt tới, nhìn thấy hai nàng, Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì hai nàng này hắn quen, chính là Lý Thanh Y và Ngọc Vô Song từng giúp hắn. Là ngươi. Lý Thanh Y và Ngọc Vô Song đồng thời chỉ vào Dương Diệp, kinh ngạc nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Là ta, Diệp Dương. Mau cứu tỷ tỷ ta. Mau cứu ca ca ta. Lý Thanh Y và Ngọc Vô Song trực tiếp chạy tới trước mặt Dương Diệp, sau đó mỗi người ôm một cánh tay hắn kéo đi xa. Đám người Lãnh Ngọc Nhiễm. Rất nhanh, Dương Diệp thấy Lý Mậu Trinh và một nữ tử tay cầm trường tiên, ở trước mặt hai người không xa, là một nam tử hình thể cao lớn, tất nhiên, nam tử này không phải nhân loại, bởi vì trên người hắn tỏa ra khí tức dã thú nồng đậm. Mà nam tử này là bán thánh. Cảm nhận được Thanh Y lại chạy về, Lý Mậu Trinh đang giao thủ với yêu thú bán thánh lập tức cả giận nói. Sao ngươi lại quay lại? Vô Song, ngươi muốn làm gì thế? Muốn bị đánh à? Nữ tử tay cầm trường tiên hầm hầm nhìn Ngọc Vô Song. Ca, ngươi xem ai tới này. Lý Thanh Y nói xong liền đẩy Dương Diệp ra đằng trước. Dương Diệp. Tỷ, người này rất lợi hại, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Ngọc Vô Song cũng nói. Dương Diệp. Nữ tử tay cầm trường tiên chân phải điểm nhẹ xuống mặt đất,
cả người lui về phía sau mấy trượng, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Dương Diệp, nói. Ngươi là tên quỷ nào vậy? Dương huynh, Lý Mậu Trinh ở bên cạnh khi nhìn thấy Dương Diệp thì lập tức vui vẻ nói. Nam tử cao lớn không xuất thủ, mà ánh mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ đề phòng. Bản năng của yêu thú rừng nói với hắn, người trước mắt này có chút nguy hiểm. Dương Diệp hơi gật đầu với Lý Mậu Trinh, nói. Các người tiếp tục đi. Dương, Diệp Dương, ngươi. Lý Thanh Y và Ngọc Vô Song khó hiểu nhìn Dương Diệp, giống như không hiểu vì sao Dương Diệp không ra tay tương trợ. Dương Diệp xua tay, không giải thích. Hai nàng còn muốn nói tiếp thì Dương Diệp lại lườm họ một cái, hai nàng lập tức trong lòng run lên, không dám nhiều lời. Người khác có lẽ không biết Dương Diệp này khủng bố cỡ nào, nhưng bọn họ thì biết người này dám đánh lên Thanh Đạo Môn để khiêu chiến. Ngươi chính là người rất lợi hại mà Vô Song nói à? Nữ tử tay cầm trường tiên quan sát Dương Diệp một thoáng rồi nói. Không đáng là nam nhân, quá thất vọng. Nói xong, trường tiên trong tay nàng ta vung lên, quét về phía yêu thú bán thánh đó. Lý Mậu Trinh gật đầu với Dương Diệp, nói. Nhờ Dương huynh hỗ trợ chiếu cố Thanh Y. Nói xong, thân hình Lý Mậu Trinh khẽ động, lao về phía yêu thú bán thánh. Nhìn Lý Mậu Trinh và nữ tử cầm trường tiên đánh với yêu thú bán thánh, Dương Diệp khẽ gật đầu, không thể không nói, thực lực của hai người này quả thật không tồi. Tuy rằng hai người liên thủ vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng hai người lại có thể chống cự được yêu thú bán thánh đó. Hắn sở dĩ không ra tay, là vì người ta chỉ có trong chiến đấu đang không ngừng mới có thể đề thăng bản thân. Giống như hiện tại, Lý Mậu Trinh và nữ nhân đó giao thủ với yêu thú bán thánh, hắn tin bất kể là ai thắng ai bại, hai bên bọn họ khẳng định đều sẽ có đề thăng cực lớn, sự đề thăng này không chỉ là cảnh giới mà còn cả tâm cảnh và kinh nghiệm cùng với các loại cảm ngộ. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp, giống như hiểu ra gì đó, nhưng không nói gì. Lý Thanh Y thì trong mắt đầy vẻ lo lắng, mấy lần muốn lên tiếng muốn xin Dương Diệp xuất thủ tương trợ. Bùm! Đúng lúc này, Lý Mậu Trinh đột nhiên bay ngược ra ngoài, sau đó đập xuống đất, có điều hắn rất nhanh lại nhảy lên, chỉ là trong miệng đã phun ra một ngụm tinh huyết. Ca! Sắc mặt Lý Thanh Y trắng nhợt, muốn xông lên thì lại bị Dương Diệp kéo lại. Người buông ra! Lý Thanh Y hầm hầm nhìn Dương Diệp. Đứng yên mà xem cho ta. Dương Diệp nói. Ngươi không ra tay hỗ trợ thì thôi, sao còn không cho ta xuất thủ? Lý Thanh Y cả giận nói. Ngươi đi ra chỉ khiến họ vướng tay vướng chân. Dương Diệp nói. Không cần ngươi lo. Lý Thanh Y lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó buông Lý Thanh Y ra, nói. Vậy ngươi đi đi. Lý Thanh Y lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó định xông lên, có điều lại bị Ngọc Vô Song ngăn lại. Hắn nói không sai, người tham gia chỉ khiến họ thêm phiền thôi. Ngọc Vô Song nói. Nhưng, Lý Thanh Y muốn nói gì thì Ngọc Vô Song lại lắc đầu, nói. Kỳ thật, chúng ta căn bản không cần phải lo lắng, ngươi xem, tỷ tỷ của ta tuy rằng cùng ca ca của ngươi rơi vào thế yếu, bị đối phương áp chế hoàn toàn, nhưng bọn họ không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa, ngươi không phát hiện sao? So sánh với lúc trước, tình huống hiện tại của bọn họ đã tốt hơn nhiều. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ bọn họ sau khi ổn định thì kỳ thật đã có thể chống lại yêu thú bán thánh đó. Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song, gật đầu tán thưởng, tiểu cô nương này quả thật rất lợi hại, có phong phạm của Đinh Thược Dược năm đó. Lý Thanh Y nhìn chiến đấu trong sân, phát hiện đúng như Ngọc Vô Song nói, lập tức thần sắc giãn ra. Nàng ta nhìn Dương Diệp, muốn nói lại thôi. Bởi vì do có đại chiến, càng lúc càng nhiều đệ tử tham gia khảo hạch đi tới, khi nhìn thấy hai người Lý Mậu Trinh dùng tôn giả cảnh đối kháng với yêu thú bán thánh, không ai là không rung động. Là Lý Mậu Trinh, đó chính là Lý Mậu Trinh. Có người nhận ra Lý Mậu Trinh, lập tức thất thanh kinh hô. Mạnh thật, không ngờ dùng tôn giả cảnh đối kháng với yêu thú cấp bán thánh. Có thể không mạnh sao? Nghe đòn năm đó hắn là đệ nhất thiên tài ở chỗ họ sống. Năm đó Vân Hải Thư Viện còn ngoại lệ trực tiếp nhận hắn làm đệ tử ngoại viện. Đáng tiếc năm đó hắn hình như bị người ta hạ độc thủ, cảnh giới không tiến mà lùi. Thiếu chút nữa trở thành người bình thường. Không ngờ hắn hiện giờ sau khi khôi phục lại khủng bố như vậy. Việc này ta cũng có nghe nói, ai, nếu năm đó hắn không phải bị người ta hạ độc thủ, nói không chừng hiện giờ sớm đã là hoàng giả cảnh đỉnh phong rồi. Thậm chí là bán thánh.
Đáng tiếc. Đúng rồi, nữ tử đó bên cạnh hắn là ai thế? Nữ nhân này cũng không đơn giản. Ngọc Vô Kiều, nàng ta là Ngọc Vô Kiều, một trong ba thiên kim của Ngọc Gia Thành. Ba tỷ muội Ngọc Gia, đại tỷ anh dũng, nhị tỷ điêu ngoa, tam muội trí tuệ như yêu. Ngọc Vô Kiều đã lợi hại như vậy, đại tỷ không biết khủng bố cỡ nào. Hắc hắc, nếu có thể đồng thời cưới ba tỷ muội, vậy. Chậc chậc. Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Kiều vẫn đang đại chiến với yêu thú bán thánh, bởi vì ba người tạo ra động tĩnh lớn, bởi vậy càng lúc càng nhiều nhân loại và huyền thú tập trung tới đây, không đến nửa canh giờ, trong sân đã có hơn 100 người. Dương Diệp nhìn yêu thú bán thánh, trong mắt đã có một tia ngưng trọng và hàn quang. Ê, nhờ ngươi một việc, có được không? Ngọc Vô Song đột nhiên tới gần Dương Diệp, lắc tay Dương Diệp, nói. Nói đi. Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song nhìn tỷ tỷ của mình nếu sân, sau đó nói. Nhị tỷ của ta tính tình không tốt, đợi lát nữa nếu nàng ta có chỗ nào va chạm với ngươi thì ngươi có thể tha thứ cho tỷ ấy hay không? Tính tình không tốt thì điều chỉnh. Dương Diệp nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Vô Song hơi biến sắc, nói. Ngươi dám khi dễ nàng ta, đại tỷ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thế thì điều chỉnh nốt. Ngươi. Ngọc Vô Song rõ ràng rất tức giận, nhưng rất nhanh, nàng ta lại khôi phục bình tĩnh, nói. Đại tỷ ta là người của ám viện đó. Ám viện so với ám môn và thanh đạo đồ của thanh đạo môn thì thế nào? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Vẻ mặt Ngọc Vô Song cứng đờ, một lúc sau, nàng ta đột nhiên kéo tay Dương Diệp, có chút làm nũng nói. Ê, ngươi là một nam nhân, đừng có lúc nào cũng bắt nạt nữ nhân chứ. Nhưng vạn nhất nàng ta muốn bắt nạt ta thì sao? Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song nhìn tỷ tỷ mình ở trong sân, sau đó thấp giọng thở dài nói. Được rồi, nhị tỷ này của ta quả thật nên có người điều chỉnh. Bằng không nàng ta sẽ lật tung cả trời. Nghe vậy, Dương Diệp cười cười, vươn tay ra xoa xoa đầu Ngọc Vô Song, nói. Sao phải đa tâm thế làm gì? Đối với tiểu cô nương trước mắt này, hắn vẫn luôn có hào cả. Bởi vì lúc trước nếu không phải nhờ nàng ta, hắn muốn chạy về Minh Võ Thành không biết sẽ phải lằng nhằng tới thế nào. Đó không phải Phong Vũ Triều sao? Đúng lúc này, trong sân có người kinh hô. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Phong Vũ Triều dẫn theo hơn 50 người đang chậm rãi đi về phía này. Khi đám người Phong Vũ Triều nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt lập tức trầm xuống, mà Hạ Băng Vi thì theo bản năng lui về phía sau hai bước, trốn ra phía sau Phong Vũ Triều. Mặc Hân Vũ và kiếm tu của Cổ Kiếm Trai ở bên cạnh Phong Vũ Triều thì nhìn Dương Diệp, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng và kiêng kỵ. Dương Diệp nhìn đám người Phong Vũ Triều rồi thu hồi ánh mắt, sau đó lại xem trong chiến đấu trong sân, nói khẽ. Nên kết thúc rồi. Dương Diệp vừa dứt lời, yêu thú bán thánh đẩy lui Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Kiều, sau đó yêu thú bán thánh không ra tay nữa, mà quét nhìn mọi người trong sân, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh và châm chọc. Giết hắn. Trong sân, có người hô to. Giết bán thánh, giết bán thánh. Giết bán thánh. Trong sân, càng lúc càng nhiều người hét lên, lúc này chung quanh đã có hơn 200 người, nhiều người thì lực lượng lớn, hơn nữ yêu thú bán thánh chỉ có một mình, bởi vậy, rất nhiều người không chỉ không sợ hãi và kiêng kỵ, ngược lại còn hưng phấn. Nói xong, rất nhiều người còn chủ động vây lấy yêu thú bán thánh đó. Trong lịch sử, chỉ có ba người trong khảo hạch đồ sát yêu thú cấp bán thánh, hôm nay lão nương sẽ trở thành người thứ tư. Ngọc Vô Kiều vung roi trong tay, trên mặt cũng mang theo vẻ hưng phấn. Lý Mậu Trinh nhìn yêu thú cấp bán thánh kia, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng và nghi hoặc. Yêu thú cấp bán thánh nhìn mọi người trong sân, cười quỷ dị, sau đó chân phải đột nhiên dậm xuống đất, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong tầm mắt mọi người. Chạy rồi à? Mọi người hơi sửng sốt, sau đó đồng loạt hoan hô. Chư vị! Đúng lúc này, phía sau Phong Vũ Triều một nam tử áo xanh đi ra, nam tử nhìn lướt qua mọi người ở bốn phía nói. Chắc hẳn chư vị đều đã biết tình cảnh hiện tại của chúng ta. Thư viện bị Thiên Lang Sơn Mạch công kích, Thiên Lang Sơn Mạch này đã bị yêu vương phong tỏa, tinh thần lực của chúng ta mất đi tác dụng, không thể liên hệ với ngoại giới. Có thể nói, hiện tại chúng ta chỉ có một mình. Không có bất kỳ hậu viên nào. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong sân trầm mặc, rất nhanh có người nói. Vị huynh đệ này nói rất đúng, hiện tại,
chúng ta chỉ có đoàn kết cùng nhau, mới có khả năng sống sót trở về Vân Hải Thành. Nghe vậy, có người đồng ý nói. Đúng vậy, chúng ta phải đoàn kết, chỉ có đoàn kết, chúng ta mới có đường sống. Nam tử áo xanh gật đầu, nói. Nếu mọi người đều nói phải đoàn kết, nhưng mọi người cũng biết, muốn đoàn kết thì nhất định phải có đầu lĩnh. Ta đề cử Phong huynh. Nói đến đây, nam tử áo xanh vung tay lên, một viên nội đan xuất hiện trước mặt mọi người, nói. Các vị đã thấy chưa? Đây chính là nội đan cấp bán thánh. Đây là Phong huynh lúc trước dẫn chúng ta giết được. Giết yêu thú bán thánh. Nghe vậy, trong sân ồ lên, vốn rất nhiều người còn đang do dự, lập tức vội vàng tỏ thái độ. Ta nguyện ý đi theo Phong huynh. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng vậy. Không đến một hồi, đứng phía sau Phong Vũ Triều đã có hơn 100 người. Khóe miệng Phong Vũ Triều nở một nụ cười, nhìn về phía Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Kiều, nói. Hai vị có bằng lòng cùng ta dẫn dắt những huynh đệ này cùng trở về Vân Hải Thành hay không? Yên tâm, hai vị nếu theo sẽ có thân phận ngang hàng với ta. Nghe vậy, Ngọc Vô Kiều có chút do dự, mà Lý Mậu Trinh thì nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương huynh, ý của ngươi thế nào? Dương Diệp nói. Ta cũng phải về Vân Hải Thành. Vậy ta và Thanh Y đi theo ngươi. Lý Mậu Trinh nói. Xin Dương huynh đừng hiềm vướng chân. Trong sân ổ lên. Vướng chân. Lý Mậu Trinh làm vướng chân. Mọi người lập tức toàn bộ nhìn về phía Dương Diệp, nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp, mọi người lại cau mày, bởi vì bọn họ căn bản không nhìn thấy cảnh giới và thực lực của Dương Diệp. Hắn có tư cách gì? Ngọc Vô Kiều bỗng nhiên lạnh lùng nói. Nhị tỷ. Ngọc Vô Song nói. Tới đây. Là ngươi tới đây mới đúng. Ngọc Vô Kiều nói. Đi theo tên yếu đuối như vậy làm gì? Ngươi đừng có quá đáng như thế. Sắc mặt Ngọc Vô Song xuống, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại mang theo một cỗ uy thế. Thấy thế, sắc mặt Ngọc Vô Kiều cũng trầm xuống, nói. Tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi phải hiểu cho rõ, ai mới là tỷ tỷ. Giờ ngươi tới đây cho ta, bằng không ta sẽ đánh cho ngươi mông nít nở hoa đó. Ngọc Vô Song hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi cứ thoải mái dạy dỗ đi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta không rảnh rỗi đến vậy. Nói xong, hắn lấy ra một quyển trục. Trong quyển trục là thư mời của Vân Hải Thư Viện. Dưới tình huống này, hắn chỉ có trương ra thân phận của mình, mới có thể khiến những người này cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Hắn cũng không ngu tới mức cho rằng hắn nói một câu sẽ khiến những người này toàn bộ đi theo hắn. Dương Diệp vừa lấy ra quyển trục thì đúng lúc này một lão già bỗng nhiên xuất hiện. Dương Diệp nhận ra lão già này, chính là tịch trưởng lão của ngoại viện Vân Hải Thư Viện. Tịch trưởng lão? Nhìn thấy lão già, mọi người lập tức trở nên kích động, tịch trưởng lão này là bán thánh, lão đã đến vậy có nghĩa là mọi người có thể được cứu rồi. Bao gồm cả đám người Lý Mậu Trinh và Lãnh Ngọc Nhiễm cũng vậy, ở trong sơn mạch bao la này, có một trưởng lão bán thánh ở bên cạnh, mọi người tất nhiên sẽ cảm thấy an toàn hơn. Tịch trưởng lão nhìn mọi người, sau đó gật đầu, nói. Mọi người đều ở đây thì tốt rồi, thư viện hiện tại đang bị Thiên Lang sơn mạch vây công, ta tới để cứu mọi người. Mọi người theo ta nào. Mọi người không nghi ngờ, gật đầu, mà lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Ta rất hiếu kỳ, khu vực này, đã bị lực lượng của yêu vương phong tỏa, ngươi làm thế nào mà thoát được sự dò xét của yêu vương cùng với rất nhiều cường giả thánh giả của Thiên Lang sơn mạch, xé rách không gian để đến đây. Nghe vậy, rất nhiều người lập tức nhìn về phía đó tịch trưởng lão, đặc biệt là đám người Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Song, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Tịch trưởng lão dừng bước, xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi vậy gì mà ta phải giải thích với ngươi? Vậy không biết tịch trưởng lão có thể giải thích cho chúng ta không? Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói. Ngươi là cái thá gì? Tịch trưởng lão lạnh lùng nhìn Ngọc Vô Song, nói. Lúc này, Phong Vũ Triều cũng lạnh lùng nói. Tịch trưởng lão là bán thánh, hắn có thể đến đây, tất nhiên là dựa vào bản sự, hai người các ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Nếu không muốn đi theo thì cứ ở lại, không ai cản các ngươi đâu. Vô Song. Ngọc Vô Kiều muốn nói gì, nhưng Ngọc Vô Song lại cắt ngang lời nàng ta, nói. Nhị tỷ, ngươi cảm thấy ngươi thông minh hơn hay là ta thông minh hơn? Sắc mặt Ngọc Vô Kiều có chút khó coi, trong lòng mắng thầm, nhà đầu chết tiệt này đúng là không biết nể mặt tỷ tỷ.
Ngọc Vô Song lại nói. Tỷ, việc này có chút quỷ dị, người tới đây. Ngọc Vô Kiều không hề động đậy, đột nhiên sắc mặt Ngọc Vô Song trầm xuống, nói. Ngươi quên lời đại tỷ rồi à? Đại sự phải nghe ta. Thấy Ngọc Vô Song lôi đại tỷ ra, sắc mặt Ngọc Vô Kiều càng trở nên khó coi hơn, nàng ta do dự hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song lại nhìn về phía đó Tịch trưởng lão, nói. Nếu ta là yêu vương của Thiên Lang Sơn Mạch, ta khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ ai của Vân Hải Thư Viện đi tới dãy Sơn Mạch này, đặc biệt là cường giả bán thánh. Nếu Tịch trưởng lão là lén lút đến, vậy thì còn giải thích được, nhưng vấn đề là Tịch trưởng lão quang minh chính đại xé rách không gian mà đến. Mọi người đều biết, xé rách không gian, nhất định sẽ có dao động năng lượng không gian cường đại, ở Thiên Lang Sơn Mạch, có dao động năng lượng không gian, cường giả của Thiên Lang Sơn Mạch chẳng lẽ không phát hiện được sao? Nghe thấy lời nói của Ngọc Vô Song, rất nhiều người lập tức nhìn về phía Tịch trưởng lão, lần này, trong mắt rất nhiều người đã mang theo vẻ đề phòng. Tịch trưởng lão trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên bật cười, nói. Đã sớm nghe nói tam tiểu thư của Thiên Cương Thành trí tuệ vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta cũng không muốn lòng vòng, chư vị đều là thiên tài trong thiên tài, cứ vậy chết đi thì ta thật sự không đành lòng, cho nên, muốn cứu chư vị một mạng. Nói đến đây, hắn đột nhiên cởi bỏ trường bào, trong trường bào là một bộ trường bào màu mây trắng, mà ở ngực trái trường bào có thêu một đám mây nho nhỏ. Vân Tiêu Thánh Điện, nhìn thấy một màn này, có người thất thanh kinh hô, chỉ vào Tịch trưởng lão, nói. Ngươi là người của Vân Tiêu Thánh Điện. Tịch trưởng lão nhìn mọi người nói. Ta cũng không muốn nhiều lời, cho các ngươi một cơ hội giữ mạng, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện, như vậy, các ngươi không chỉ có thể giữ mạng, còn có thể được Vân Tiêu Thánh Điện ra sức tài bồi. Nếu không thì, ha ha, các ngươi biết hậu quả rồi đó. Lần này ra tay với Vân Hải Thư Viện, không chỉ có Thiên Lang Sơn Mạch, còn có Vân Tiêu Thánh Điện. Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Tịch trưởng lão phất tay, nói. Đừng nhiều lời nữa, giờ người nguyện ý gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện thì tới đứng phía sau ta. Mọi người trầm mặc, không ai động đậy. Tịch trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói. Các ngươi còn tưởng rằng Vân Hải Thư Viện sẽ tới cứu các ngươi à? Đừng ngây thơ nữa. Hiện tại Vân Hải Thư Viện bản thân còn khó bảo toàn, bọn họ sức đâu mà tới cứu các ngươi. Các ngươi có thiên phú, có tiềm lực, chỉ cần không chết, tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Cho nên, các ngươi phải nghĩ cho kỹ. Dương Diệp không nói gì, chỉ đứng nhìn, hắn cũng muốn xem thử sẽ có bao nhiêu người lựa chọn gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện. Trong sân trầm mặc một hồi, có người bắt đầu bước về phía Tịch trưởng lão. Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai. Rất nhanh đã có hơn 100 người đi tới phía sau Tịch trưởng lão. Ánh mắt Tịch trưởng lão đảo qua mấy người mạnh nhất trong sân Phong Vũ Triều, Lý Mậu Trinh, Mạc Hân Vũ, Ngọc Vô Kiều, Ngọc Vô Song, nói. Các ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất lần này, đừng nói ở Vân Hải Thư Viện, cho dù là ở Vân Tiêu Thánh Điện cũng là hiếm có, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện ta. Ta cam đoan Vân Tiêu Thánh Điện nhất định sẽ ra sức đào tạo các ngươi. Lý Mậu Trinh lắc đầu. Không nói gì, trực tiếp đi tới bên cạnh Dương Diệp, tỏ rõ thái độ. Ngọc Vô Kiều thì không có lựa chọn, bởi vì Ngọc Vô Song trực tiếp kéo nàng ta ra phía sau Dương Diệp. Đồng thời còn hung hăng lườm nàng ta một cái, lần này, tiểu cô nương này vô cùng nghiêm túc, cho dù Ngọc Vô Kiều là tỷ tỷ cũng không dám phản đối. Ta chính là đệ tử Cổ Kiếm Trai, há có thể gia nhập thế lực khác. Nam tử áo xanh của Cổ Kiếm Trai lắc đầu, sau đó cũng đi tới bên Dương Diệp. Trong sân còn lại hơn 100 người, rất nhiều người không ngờ cũng đi tới bên Dương Diệp, điều này khiến cho Dương Diệp có chút là lạ, phải biết rằng Tịch trưởng lão đó là bán thánh, bọn họ làm như vậy, chẳng phải có nghĩa là sẽ đối địch với bán thánh sao? Có điều nghĩ một chút thì hắn cũng thấy bình thường, trong đây rất nhiều người khẳng định đều giống như đệ tử Cổ Kiếm Trai, bởi vì vấn đề thân phận nên căn bản không thể gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện. Và lại, rất nhiều người vẫn còn sự kiêu ngạo của mình. Bởi vì dưới tình huống như vậy mà gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện thì sao có thể có được sự tán thành và tôn trọng của đệ tử Vân Tiêu Thánh Điện. Về phần bán thánh, có Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Kiều ở đây, bán thánh cũng không phải quá đáng sợ. Sắc mặt Tịch trưởng lão trở nên âm trầm, sau đó nhìn về phía đám người Phong Vũ Triều. Hạ Băng Vi nhìn Tịch trưởng lão nói. Biểu ca,
hay là chúng ta đi tới Vân Tiêu Thánh Điện đi. Phong Vũ Triều lắc đầu, nói. Ta lúc này đã xem như đệ tử của thư viện, này nếu phản bội thư viện mà gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện, bản thân ta cũng tự xem thường mình. Nói xong, hắn cũng đi tới bên Dương Diệp. Hạ Băng Vi cắn chặt răng, sau đó cũng vội vàng đi theo. Ta nguyện ý gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện. Mạc Hân Vũ còn lại nói xong câu này thì trực tiếp đi tới phía sau Tịch trưởng lão. Bên Dương Diệp có 150 người, mà bên Tịch trưởng lão thì có hơn 160 người. Các ngươi nghĩ kỹ chưa? Tịch trưởng lão nhìn đám người Dương Diệp với vẻ âm trầm, nói. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi đấy. Dương Diệp bước về phía trước một bước, sau đó nhìn mọi người phía sau Tịch trưởng lão, nói. Ta cũng muốn hỏi một câu, các ngươi nghĩ kỹ chưa? Ừ, còn nữa, đây cũng là cơ hội cuối cùng của các ngươi, bỏ qua cơ hội này, sau này các ngươi muốn đổi ý cũng không có cơ hội đâu, ta nói thật đó. Tiểu tử, ngươi biết không? Tịch trưởng lão bỗng nhiên gằn giọng nói. Ta muốn giết ngươi từ lâu rồi, đáng tiếc lúc trước không có cơ hội thích hợp. Hiện tại không có tinh thần của thánh giả Vân Hải thư viện dò xét, ta xem ai có thể cứu ngươi. Nói xong, hắn nhìn đám người phía sau Dương Diệp, nói. Giết hết cho ta cần các ngươi dùng máu tươi của bọn họ để bày tỏ sự trung thành đối với Vân Tiêu Thánh Điện. Nghe vậy, những người ở phía sau Tịch trưởng lão lại không ai dám động, dù sao đối diện có Lý Mậu Trinh, Ngọc Vô Kiều cùng với Phong Vũ Triều. Tịch trưởng lão chỉ ba người Lý Mậu Trinh, nói. Bọn họ thì giao cho ta, những người còn lại để các ngươi giải quyết. Nghe thấy Tịch trưởng lão nói vậy, những người sau lưng hắn lập tức có chỗ dựa, thân hình khẽ động. Lướt về phía đám người Dương Diệp. Ánh mắt Tịch trưởng lão dừng trên người Dương Diệp, gần giọng nói. Nhìn ngươi khó chịu lâu rồi, giờ chết đi cho ta. Nói xong, tay hắn cách không tóm về phía Dương Diệp, không gian chung quanh Dương Diệp trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, man thần kiếm xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng vung lên, khí thế của Tịch trưởng lão lập tức bị tan rã. Cùng lúc đó, thân hình Dương Diệp khẽ động. Nháy mắt đã đi tới trước mặt Tịch trưởng lão, mà khi Tịch trưởng lão còn chưa kịp phản ứng thì man thần kiếm trong tay Dương Diệp đã đặt lên cổ hắn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngây ra. Bao gồm cả Tịch trưởng lão, lúc này, hắn đã hoàn toàn ngây ngốc. Ngươi! Tịch trưởng lão vừa muốn nói gì, nhưng mà mới nói ra được một chữ thì đầu hắn đã trực tiếp rời khỏi thân thể. Máu tươi phun như suối, đầu óc mọi người trở nên trống rỗng. Miểu sát bán thánh. Một lúc sau, Ngọc Vô Song phục hồi tinh thần đầu tiên, nàng ta đi đến bên cạnh Dương Diệp, sau đó nhìn những huyền giả lúc trước gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện, nói. Xử trí bọn họ thế nào? Không lưu lại một ai cả. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, man thần kiếm trong tay hắn đã rời tay. Vào khoảnh khắc những người này lựa chọn phản bội Vân Hải Thư Viện gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện, những người này đã là kẻ địch của Dương Diệp. Kẻ địch thì không cần được giáo dục. Man thần kiếm lướt đi trong sân, hơn 10 huyền giả lập tức bị dập cho thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, không chỉ những huyền giả lúc trước phản bội Vân Hải Thư Viện ngây người, ngay cả đám người phía sau Dương Diệp cũng vô cùng khiếp sợ, khi mọi người nhìn Dương Diệp, trong mắt toàn là vẻ kiêng kỵ và sợ hãi. Đặc biệt là Hạ Băng Vi, lại trực tiếp ôm lấy biểu ca Phong Vũ Triều của nàng ta, mà trong mắt Phong Vũ Triều cũng đầy kiêng kỵ và ngưng trọng. Bao gồm cả Ngọc Vô Kiều vẫn luôn nhìn Dương Diệp không vừa mắt lúc này trong mắt cũng tràn ngập kiêng kỵ. Thực lực mạnh cũng không phải quá đáng sợ là thực lực mạnh còn tàn nhẫn như vậy, thật sự khiến người ta phải sợ hãi. A! À, trong sân, bên trong bà ta huyền giả lúc trước phản bội Vân Hải Thư Viện có người phục hồi tinh thần, sau khi hét thảm một tiếng thì điên cuồng đào tẩu. Những người còn lại cũng phục hồi tinh thần, không có ngoại lệ. Toàn bộ xoay người điên cuồng chạy trốn. Dương Diệp không lựa chọn đuổi theo những người này, mà xoay đi người nhìn về phía mọi người ở đằng sau, nói. Từ giờ trở đi, mọi người đi theo ta, nghe ta chỉ huy, có ai có ý kiến gì không? Ta! Nghe thấy ngữ khí như là ra lệnh đó, Ngọc Phô Kiều lập tức khó chịu, theo bản năng liền định chất vấn, nhưng nàng ta vừa nói được một chữ thì mũi kiếm man thần kiếm của Dương Diệp đã trực tiếp đi tới mi tâm của nàng ta. Kiếm đã đâm vào nửa phân, máu tươi trong nháy mắt từ trán Ngọc Vô Kiều trào ra, dung nhan diễm lệ của Ngọc Vô Kiều trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngươi chỉ cần nói có,
hoặc không là được rồi. Dương Diệp mặt không biểu tình nhìn Ngọc Vô Kiều, nói. Mọi người kìm lòng không đậu lui về phía sau một bước, lần này, khi bọn họ nhìn về phía Dương Diệp đã không phải kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Ngọc Vô Kiều cũng hơi ngẩn ra, nàng ta cũng không ngờ, nam nhân trước mắt này nói ra thủ liền xuất thủ, hơn nữa còn bá đạo cường thế như vậy. Nàng ta vốn là một người tâm cao khí ngạo, cường thế bá đạo như vậy, cỗ quật cường ở trong xương tủy nàng ta cũng trào ra, cả giận nói. Ta rất có ý kiến. Dương Diệp gật đầu, lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên cản ở trước mặt Dương Diệp, nàng ta không nói gì, chỉ cứ vậy nhìn Dương Diệp. Nhìn Ngọc Vô Song một lúc, Dương Diệp thu kiếm, sau đó nhìn mọi người còn lại trong sân, nói. Ta muốn về Vân Hải Thành, các ngươi nếu nguyện ý đi theo ta. Ta có thể dẫn theo các ngươi trở về, nhưng các ngươi phải nghe theo ta, nếu có ý kiến, hoặc là không muốn vậy thì xin đi đi. Dương Diệp, đám người Lý Mậu Trinh và Thanh Y cùng với Lãnh Ngọc Nhiễm lập tức đi tới bên cạnh Dương Diệp. Lý Mậu Trinh và Lý Thanh Y tất nhiên có lòng tin với Dương Diệp, dù sao bọn họ cũng biết thân phận thật sự và thực lực của Dương Diệp. Mà đám người Lãnh Ngọc Nhiễm cũng có lòng tin đối với Dương Diệp, trên đường đi, thực lực Dương Diệp thể hiện ra đã khiến cho bọn họ tin phục. Rất nhanh, lại có rất nhiều người đi tới phía sau Dương Diệp. Đối với mọi người mà nói, Dương Diệp tuy rằng thoạt nhìn rất tàn nhẫn, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là không thể nghi ngờ, nếu muốn trở lại Vân Hải Thành, không nghi ngờ gì nữa, đi theo hắn, cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Không đến một hồi, phía sau Dương Diệp đã có hơn 100 người, mà ở đối diện Dương Diệp chỉ có mấy người. Mấy người này phân biệt là tỷ muội Ngọc Vô Song, Phong Vũ Triều, Hạ Băng Vi và kiếm tu đó của Cổ Kiếm Trai. Các ngươi chắc chứ? Dương Diệp nhìn đám người Phong Vũ Triều, tuy rằng mục đích của hắn là cứu người, nhưng nếu bản thân những người này không muốn đi theo hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Phong Vũ Triều trầm ngâm hồi lâu, hắn nhìn Hạ Băng Vi, sau đó nói. Chúng ta đi theo ngươi. Nói xong, đi tới phía sau Dương Diệp, đối diện Dương Diệp chỉ còn lại tỷ muội Ngọc Gia. Đi, đi theo ta. Ngọc Vô Song kéo tay Ngọc Vô Kiều, muốn đi về phía Diệp, nhưng Ngọc Vô Kiều lại hất tay Ngọc Vô Song, nói. Muốn đi thì tự đi đi, không có hắn, lão nương cũng không phải không thể quay về. Ngươi có phải muốn bị đánh không? Dương Diệp bỗng nhiên bước về phía Ngọc Vô Kiều. Ngọc Vô Kiều lật tay, một cây roi to bằng cánh tay xuất hiện trên tay nàng ta lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói. Đừng tưởng ta thua ngươi, lúc trước nếu không ngươi đánh lén. Ngươi cho rằng ta sẽ trúng chiêu của ngươi sao? Ngọc Vô Song hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Chừa chút mặt mũi cho nàng ta có được không? Lão Tam, ngươi ăn cây táo, rào cây sung. Nghe thấy lời nói của Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Kiều lập tức chán nản. Là tự ngươi muốn chết. Ngọc Vô Song nói xong thì mặc kệ Ngọc Vô Kiều, trực tiếp đi tới phía sau Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Kiều, nói. Nếu không phải là vì Vô Song, ta thật sự không muốn quản ngươi. Nói xong, Dương Diệp bước ra một bước về phía trước, nháy mắt đã tới trước mặt Ngọc Vô Kiều. Ngọc Vô Kiều hoảng hốt, có điều phản ứng cũng rất nhanh, trường tiên trong tay đột nhiên quét ra, roi đi qua đâu, không gian đều chấn động, thanh thế khiếp người. Nhưng rất nhanh, hai mắt nàng ta lại trợn lên, không chỉ nàng ta mà những người chung quanh cũng vậy. Ở trong mắt bọn họ đều là vẻ khiếp sợ và khó có thể tin được. Bởi vì cây roi của Ngọc Vô Kiều đã bị Dương Diệp tóm trong tay. Dương Diệp nói, TT Rank đấu với người kỳ thật chẳng có gì thú vị, không chỉ không thú vị, ta ngược lại còn cảm thấy áy náy, bởi vì ngươi thật sự quá yếu. Thanh âm vừa dứt, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngọc Vô Kiều, cùng lúc đó tay hắn trực tiếp khống chế yết hầu Ngọc Vô Kiều, sắc mặt Ngọc Vô Kiều trong nháy mắt trở nên tím tái. Nhưng ngay sau đó Dương Diệp lại buông tay, sau đó trở về chỗ cũ. Nhìn thấy chưa, ta không lừa ngươi chứ? Dương Diệp nói. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngọc Vô Kiều nhìn chằm chằm Dương Diệp, lần này, nàng ta không muốn đấu nữa. Bởi vì nàng ta căn bản không thể chống lại người trước mắt này. Ta cũng muốn biết ngươi là ai. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ xa truyền đến. Mọi người biến sắc, nhìn về phía phát ra thanh âm. Chỉ thấy một nam tử đeo mặt nạ quỷ không biết từ khi nào đã xuất hiện ngoài trăm trượng. Mà phía sau nam tử đeo mặt nạ quỷ là mấy ngàn đôi mắt tỏa ra ánh sáng âm u. Bầy sói toàn bộ là hoàng giả cảnh.
Nhìn thấy một màn này, mọi người trong sân đồng loạt biến sắc. Dương Diệp không để ý tới nam tử đeo mặt nạ, mà về phía Lãnh Ngọc Nhiễm, nói. Nơi này cách Vân Hải Thành có xa lắm không? Lãnh Ngọc Nhiễm trầm ngâm một thoáng, nói. Mọi người chạy hết sức thì cần 3 ngày. Dương Diệp gật đầu, nói. Ngươi dẫn bọn họ đi trước. Vậy còn ngươi? Lãnh Ngọc Nhiễm nói khẽ. Rất nhanh sẽ đuổi kịp thôi. Dương Diệp nói. Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Dương Diệp, sau đó thân hình khẽ động, lướt đi xa, những người ở sau lưng Dương Diệp do dự một thoáng rồi cũng vội vàng đi theo. Mọi người hiểu rất rõ, bọn họ ở lại trừ làm vướng víu ra thì căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Các ngươi, không một ai đi được đâu. Nam tử đeo mặt nạ quỷ vừa dứt lời, trong rừng rậm phía trước đám người Lãnh Ngọc Nhiễm đột nhiên vang lên những tiếng rầm rập, tiếp theo vô số cự lang khổng lồ từ bên trong lao ra. Những cự lang này có tới hơn 1.000 con, toàn bộ là hoàng cấp, hơn nữa con cầm đầu, mọi người cũng không xa lạ gì, chính là yêu thú cấp bán thánh lúc trước đã giao thủ với Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Kiều. Đi tìm từng người các ngươi, thật sự là quá lãng phí thời gian. Các ngươi hiện giờ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cũng khiến ta bớt được bao công sức. Yêu thú cấp bán thánh cười lạnh nói. Thế à? Trong sân, đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệp, thanh âm vừa dứt. Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt yêu thú cấp bán thánh đó. Cùng lúc đó, man thần kiếm trong tay hắn đã giống như núi lớn từ bên trên đè xuống yêu thú cấp bán thánh đó. Nhận thấy được lực lượng khủng bố bên trong man thần kiếm, yêu thú cấp bán thánh biến sắc, bởi vì tốc độ của Dương Diệp thật sự quá nhanh, hắn căn bản không thể trốn tránh, bởi vậy, chỉ có thể hai tay nắm chặt thành quyền, sau đó đánh vào man thần kiếm của Dương Diệp. Ầm một tiếng, trong ánh mắt của mọi người, song trưởng của yêu thú cấp bán thánh trực tiếp vỡ nát. Yêu thú cấp bán thánh hoảng hốt, thân hình khẽ động, vội vàng lui về phía sau mấy trăm trượng. Giết cho ta! Đúng lúc này, thanh âm của nam tử đeo mặt nạ quỷ đột nhiên vang lên. Gừ! Bầy sói đồng loạt chu lên, tiếp theo, toàn bộ điên cuồng xông về phía đám người Dương Diệp. Mấy ngàn yêu thú hoàng cấp, đó là khủng bố cỡ nào? Tất cả mọi người ở đây đều là thiên tài siêu cấp. Cơ bản đều có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng lúc này trong lòng họ cảm thấy bất lực, thực lực hai bên thật sự cách biệt quá lớn. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện đằng trước mọi người, sau đó nói. Theo ta giết ra ngoài. Thanh âm vừa dứt, man thần kiếm của Dương Diệp xoay tròn rời khỏi tay. Mấy chục yêu thú hoàng cấp đi đầu lập tức hóa thành thịt nát. Nhìn thấy một màn này, trong mắt mọi người phía sau Dương Diệp lập tức cháy lên một cỗ chiến ý. Giết! Mọi người vội vàng đi theo Dương Diệp, sau đó thi triển ra công kích mạnh nhất của mình. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Dương Diệp, mọi người xung phong liều chết về phía Vân Hải Thành. Tuy rằng mọi người một đường thế như trẻ tre, nhưng tình cảnh của mọi người lại càng lúc càng không ổn, bởi vì, chung quanh càng lúc càng nhiều bầy sói xuất hiện. Không chỉ như vậy, còn càng lúc càng nhiều yêu thú cấp bán thánh xuất hiện, tuy rằng những yêu thú cấp bán thánh đều bị Dương Diệp giải quyết. Nhưng trong đội ngũ đã bắt đầu có người chết. Mọi người dựa sát vào nhau, đừng phân tán, phối hợp bù đắp cho nhau, theo sát sau Diệp Dương. Thanh âm của Ngọc Vô Song vang lên trong đội ngũ. Nghe vậy mọi người vội vàng co cụm lại, hơn 100 người trong nháy mắt ngưng tụ thành một sợi dây. Rất nhanh, mọi người chạy ra khỏi được rừng rậm, đi tới một mảng bình nguyên. Khi đi tới bình nguyên này, cước bộ mọi người lập tức chậm lại, ở trong mắt mọi người. Chiến ý và hy vọng đã không còn, chỉ có sự tuyệt vọng. Cách phía trước mọi người mấy trăm trượng, là một bầy sói nhìn không thấy điểm cuối. Phải tới mấy vạn, trong đó đại bộ phận là tôn cấp và hoàng cấp. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia dữ tợn, nói. Đừng dừng lại, xông lên cho ta. Thanh âm vừa dứt, chân phải Dương Diệp đột nhiên dậm mạnh xuống đất, mượn dùng lực lượng từ mặt đất truyền đến tung người nhảy lên. Vào khoảnh khắc hắn nhảy ra, trăm đạo kiếm quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra. Kiếm khí sộc lên trời, vào lúc này, trời giống như cũng bị xé rách. Trăm thanh huyền kiếm phóng lên cao, chân trời yên lặng một thoáng, tiếp theo đột nhiên chút xuống bầy sói. Huyền kiếm hạ xuống, kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt có hơn 1.000 lang yêu bị phân thây thành mấy chục mảnh. Dưới sự khống chế của Dương Diệp, trăm thanh huyền kiếm giống như vật sống. Không ngừng lóe lên trong bầy sói. Trong nhất thời, bên trong bầy sói kiếm quang tung hoành,
tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Tên biến thái này rốt cuộc là thể tu hay là kiếm tu? Xa xa, trong mắt Ngọc Vô Kiều đầy vẻ khiếp sợ, không chỉ nàng ta, những người chung quanh nàng ta cũng như vậy. Đặc biệt là kiếm tu của cổ kiếm trai, lúc này hắn mới hiểu, câu kiếm khí không đủ mạnh. Mà lúc trước Dương Diệp nói với hắn không phải là giả vờ, mà kiếm khí của hắn quả thật là không đủ mạnh. Không, phải nói là quá yếu. Giết! Thanh âm của Ngọc Vô Song đột nhiên vang lên. Nghe vậy, trong mắt mọi người lại cháy lên chiến ý, mọi người đẩy nhanh tốc độ, vội vàng đuổi theo phía sau Dương Diệp đã hạ xuống đất. Gừ! Bên trong bầy sói đột nhiên truyền đến tiếng sói chu, tiếp theo, mấy vạn con sói lập tức đồng loạt phát ra tiếng sói chu, sau đó lao về phía đám người Dương Diệp. Bầy sói mấy vạn con đồng loạt chạy như điên, khí thế tạo ra khủng bố cỡ nào. Bầy sói còn chưa tiếp cận mọi người, cỗ khí thế này đã ép cho mọi người có chút không thở nổi. Có điều đúng lúc này, mọi người lập tức cảm thấy được thả lỏng, bởi vì cỗ khí thế đó toàn bộ bị Dương Diệp một mình cản lại. Nhìn Dương Diệp một cản trước bầy sói, ngăn cản khí thế của bầy sói, trong mắt mọi người sau lưng Dương Diệp dần dần có thêm một tia kinh ý. Rất nhanh, mọi người giết vào trong bầy sói. Sau khi mọi người tiến vào trong bầy sói, lập tức hóa thành một điểm đen. Bởi vì bầy sói thật sự quá đông, hình thể quá lớn. Mọi người tiến vào trong bầy sói giống như một cọng cỏ rơi vào trong rừng rậm vậy. Dưới sự mở đường của trăm thanh huyền kiếm của Dương Diệp, mọi người tuy rằng bị bầy sói bao phủ, nhưng mọi người vẫn một đường thế như trẻ tre, bởi vì không có bất kỳ yêu thú nào có thể ngăn cản được bước chân của Dương Diệp. Hay cho một nhân loại, không ngờ bức bản tôn phải từ Vân Hải Thành vội trở về. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm vừa dứt, bầy sói chung quanh đang vây công Dương Diệp lập tức ngừng lại, lui về phía sau. Mà bầy sói ở trước mặt đám người Dương Diệp cũng dịch sang hai bên, tách ra một con đường. Một nam tử trung niên xuất hiện trong tầm mắt của đám người Dương Diệp. Yêu thú bán thánh cao cấp. Nhìn thấy nam tử trung niên này, hai mắt Dương Diệp híp lại, mà những người ở sau lưng hắn thì biến sắc, tốc độ lập tức chậm đi rất nhiều. Đừng dừng lại, nhanh lên. Thanh âm của Dương Diệp vang lên bên tai mọi người. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, chiến ý trong mắt mọi người lại bùng cháy. Bán thánh cao cấp là cái thá gì, xông lên. Hắc soái bác đã giết tới đỏ cả mắt gầm lên giận dữ, tốc độ để thăng tới cực hạn. Bán thánh cao cấp là cái thá gì, giết, giết, giết. Vào lúc này, chiến ý của mọi người đã để thăng tới đỉnh phong, tuy rằng ở sâu trong nội tâm mọi người đều biết, bọn họ không phải đối thủ của bán thánh cao cấp, nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp lao về phía bán thánh cao cấp đó, nhiệt huyết và ngạo khí ở trong xương tủy bọn họ lập tức được kích phát ra. Sự sợ hãi đối với bán thánh cao cấp cũng bị đè ép xuống. Châu chấu mà đòi đá xe. Khóe miệng người trung niên lộ ra vẻ châm chọc, bước một bước về phía trước, tay phải cách không tóm một cái về phía đám người Dương Diệp. Một móng vuốt sói cực lớn to chừng mấy trăm trượng trực tiếp xé rách không gian xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp, sau đó tóm về phía đám người Dương Diệp, muốn bóp đám người Dương Diệp thành thịt nát. Lực lượng trong cự trảo khủng bố đến cực điểm. Vừa xuất hiện ở vùng trời phía trên đám người Dương Diệp, không gian chung quanh đám người Dương Diệp trực tiếp trở nên vặn vẹo, mà mặt đất dưới chân đám người Dương Diệp thì trực tiếp nứt ra rồi sụp xuống khiến cho đám người Dương Diệp không thể không vội vàng bay lên không. Dưới cự trảo này, trong mắt đám người phía sau Dương Diệp lại hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bọn họ không thể chống lại. Đừng có ngừng lại, đẩy nhanh tốc độ cho ta. Lúc này, thanh âm của Dương Diệp lại vang lên bên tai mọi người. Theo thanh âm này vang lên còn tiếng kiếm vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Dương Diệp tay cầm cự kiếm cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, hung hăng đâm về phía cự trảo. Cùng lúc đó, uy áp cự trảo mang đến trong nháy mắt cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà bầy sói thực lực yếu kém chung quanh thì trực tiếp nằm rạp xuống. Kiếm ý thiên cấp tam trọng. Cảm nhận được kiếm ý của Dương Diệp, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì khiếp sợ. Tiếp theo thì mừng như điên. Kiếm quang đánh lên trên cự trảo, không gian phía chân trời rung chuyển kịch liệt, trong ánh mắt của mọi người, cự trảo của bán thánh cao cấp trực tiếp nứt ra. Bán thánh cao cấp là gì chứ? Mọi người giết đi. Nhìn thấy một màn này, trong sân không biết ai hô to một tiếng, mọi người lập tức nhiệt huyết sôi trào, chiến ý lên cao chưa từng có.
nhìn thấy một kích của mình bị đánh tan, sắc mặt người trung niên trầm xuống, trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang đi tới đỉnh đầu hắn. Tiếp theo, một thanh cự kiếm từ trên đập xuống. Muốn chết! Người trung niên gầm lên một tiếng, đánh ra một quyền. Quyền kiếm chạm nhau. Ầm! Mặt đất dưới chân người trung niên trong nháy mắt liền sụp xuống, có điều người trung niên không rơi xuống mà vẫn bồng bềnh trên không. Ngược lại, cự kiếm run rẩy kịch liệt, giống như sắp bắn ngược về. Tuy rằng như vậy, nhưng trong mắt người trung niên lại xuất hiện vẻ ngưng trọng. Yên lặng một thoáng trên không trung, Dương Diệp tay cầm chuôi cự kiếm đột nhiên nâng cự kiếm lên rồi sau đó lại đột nhiên đập xuống. Lần này, hắn không hề giữ sức. Kiếm hạ xuống, không gian trực tiếp vỡ vụn, thanh thế khiếp người. Đồng tử người trung niên co rút lại, không dám lơ là, nâng song trưởng lên đỡ. Àm! Trong ánh mắt mọi người và yêu thú, người trung niên trực tiếp bị đập cho chui sâu xuống mặt đất. Vô số yêu thú hoảng hốt, kìm lòng không đậu liên tục lui về phía sau, mà chiến ý của đám người Lãnh Ngọc Nhiễm thì càng lên cao, lúc này ở trong lòng bọn họ, những yêu thú này giống như là bùn đất vậy. Nhân loại, người thành công chọc giận bản tôn rồi đó. Mà đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên sâu trong lòng đất truyền đến, tiếp theo lầm, một tiếng. Một quái vật lớn từ dưới lòng đất phóng lên cao. Một con cự lang màu đen tỏa ra khí tức trượng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cự lang cao mấy chục trượng, rộng 10 đến trượng, chỉ một đôi móng vuốt thôi đã to hơn tất cả mọi người cộng lại rồi. Quái vật lớn như vậy chắn ở trước mặt mọi người muốn xông lên cũng không được. Khôi phục bản thể à? Dương Diệp nhìn quái vật lớn đó, khóe miệng phát ra một nụ cười lạnh, sau đó vỗ vỗ man thần kiếm, nói. Đến lúc ngươi ra sân rồi. Keng. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, một tiếng rồng ngâm đột nhiên xuất hiện ở đây. Tiếp theo, trong ánh mắt của mọi người, một con cự long to lớn không thua gì cự lang từ trong man thần kiếm của Dương Diệp hiện ra. Gừ. Nhìn thấy một màn này, không chỉ mọi người ngây đơ, ngay cả những yêu thú và cự lang cũng đờ đẫn. Tại cảnh nội Thanh Châu này không có long tộc, rồng chỉ ở trung thổ Thần Châu mới có. Bởi vậy khi một con rồng xuất hiện, mọi người đều thật sự khiếp sợ. Gừ, cự long ở phía chân trời ngửa đầu gầm lên giận dữ, một cỗ long uy khủng bố từ chân trời trút xuống, dưới cỗ long uy này, rất nhiều yêu thú thực lực yếu kém ở phía dưới lập tức nằm rạp xuống đất không ngừng run rẩy. Rồng, nhân loại, ngươi rốt cuộc là ai? Cự lang nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt trừ vẻ ngưng trọng ra còn có một tia kiêng kỵ. Đến loại cấp bậc của bọn họ, trừ uy áp tới từ huyết mạch bản gia, uy áp huyết mạch của tộc khác đã không có ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ, trừ phi là thực lực đối phương hơn xa bọn họ. Bởi vậy long uy đối với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Giết! Dương Diệp không nói nhiều với đối phương, lập tức hạ mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh của Dương Diệp, cự long gầm lên, sau đó bay thẳng tới đâm sầm về phía cự lang. Dương Diệp cũng lập tức xông tới. Chân trời truyền đến những tiếng nổ. Cự long chỉ là bán thánh, so với cự lang thì yếu hơn rất nhiều, bởi vậy, không đến một lúc, trên người đã có rất nhiều vết thương, nhưng cự lang so với nó còn thảm hơn. Bởi vì mỗi một lần kiếm của Dương Diệp đánh xuống người nó, sẽ khiến nhục thân nó vỡ ra. Rồng, nhân loại, người rốt cuộc là ai? Cự lang nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt trừ vẻ ngưng trọng ra còn có một tia kiêng kỵ. Đến loại cấp bậc của bọn họ, trừ uy áp tới từ huyết mạch bản gia, uy áp huyết mạch của tộc khác đã không có ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ, trừ phi là thực lực đối phương hơn xa bọn họ. Bởi vậy long uy đối với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Giết! Dương Diệp nhìn quái vật lớn đó, khóe miệng phát ra một nụ cười lạnh, sau đó vỗ vỗ man thần kiếm, nói. Đến lúc ngươi ra sân rồi. Keng! Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, một tiếng rồng ngâm đột nhiên xuất hiện ở đây. Tiếp theo, trong ánh mắt của mọi người, một con cự long to lớn không thua gì cự lang từ trong man thần kiếm của Dương Diệp hiện ra. Gừ! Nhìn thấy một màn này, không chỉ mọi người ngây đơ, ngay cả những yêu thú và cự lang cũng đờ đẫn. Tại cảnh nội Thanh Châu này không có long tộc, rồng chỉ ở trung thổ Thần Châu mới có. Bởi vậy khi một con rồng xuất hiện, mọi người đều thật sự khiếp sợ. Gừ! Cự long ở phía chân trời ngửa đầu gầm lên giận dữ. Một cỗ long uy khủng bố từ chân trời trút xuống, dưới cỗ long uy này,
rất nhiều yêu thú thực lực yếu kém ở phía dưới lập tức nằm rạp xuống đất không ngừng run rẩy. Rồng, nhân loại, người rốt cuộc là ai? Cự lang nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt trừ vẻ ngưng trọng ra còn có một tia kiêng kỵ. Đến loại cấp bậc của bọn họ, trừ uy áp tới từ huyết mạch bản gia, uy áp huyết mạch của tộc khác đã không có ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ, trừ phi là thực lực đối phương hơn xa bọn họ. Bởi vậy Long Uy đối với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Giết! Dương Diệp không nói nhiều với đối phương, lập tức hạ mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh của Dương Diệp, cự long gầm lên, sau đó bay thẳng tới đâm sầm về phía cự lang. Dương Diệp cũng lập tức xông tới. Ầm! Chân trời truyền đến những tiếng nổ. Cự long chỉ là bán thánh, so với cự lang thì yếu hơn rất nhiều, bởi vậy, không đến một lúc, trên người đã có rất nhiều vết thương. Nhưng cự lang so với nó còn thảm hơn. Bởi vì mỗi một lần kiếm của Dương Diệp đánh xuống người nó, sẽ khiến nhục thân nó vỡ ra. Không đến một hồi, dưới sự liên thủ của Dương Diệp và cự lang hoàn toàn bị áp chế, phải nói là chỉ có nước chịu đòn. Rút! Thanh âm của cự lang vang lên, thanh âm vừa dứt, cự lang xoay người chạy trốn. Mà ở bên dưới, bầy sói cũng không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. Giết! Cứ như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Dương Diệp các 100 người đuổi theo bầy sói mấy vạn con mà giết. Hai ngày sau, một tòa thành trì cực lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Các huynh đệ, chúng ta đến Vân Hải Thành rồi, giết cho ta, giết sạch những yêu thú này đi. Trong đám người, Hắc Soái Bác chạy tới phía sau Dương Diệp, vung tay hô to. Sau lưng hắn, mọi người cũng hưng phấn không thôi. Nhưng rất nhanh, Dương Diệp liền ngừng lại. Bởi vì dưới tường thành của Vân Hải Thành yêu thú nhiều chi chít, ít nhất cũng phải có tới mấy trăm vạn con. Trong đó yếu nhất cũng là tôn giả cảnh, mà trong đó, còn có rất nhiều cấp bán thánh, số lượng ít nhất cũng hơn ngàn, không chỉ như vậy, còn có bán thánh cao cấp, số lượng ít nhất cũng hơn trăm. Nhưng không có thánh giả, điều này khiến cho Dương Diệp có chút khó hiểu và nghi hoặc, có điều rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời vẫn tối đen thì liền hiểu ra. Diệp huynh! Người dừng lại làm gì, chúng ta xông lên thôi. Hắc Soái Bác vỗ vỗ vai Dương Diệp, hưng phấn nói. Dương Diệp chỉ vào đàn yêu thú đông nghìn nghịt ở xa xa, Hắc Soái Bác nhìn theo rồi thu hồi ánh mắt, nói. Không phải là yêu thú thôi sao? Sợ chó gì, các huynh đệ, chúng ta giết nào, giết sạch bọn chúng. Nói xong, thân hình khẽ động, lao về phía đàn yêu thú mấy trăm vạn con. Mà những người ở sau lưng hắn cũng hưng phấn xông lên theo. Dương Diệp. Ngọc Vô Song dừng lại ở bên cạnh Dương Diệp, nói. Cứ vậy xông lên liệu có xảy ra chuyện không? Dương Diệp. Ngươi thấy sao? Dương Diệp bất lực trợn mắt lên. Đại quân mấy trăm vạn yêu thú, mấy ngàn bán thánh, hơn trăm bán thánh cao cấp, loại đội hình này, đừng nói hắn, cho dù là có 100 hắn cũng chẳng chống lại được. Đám người Hắc Soái Bác lúc trước dưới sự dẫn dắt của hắn, lòng tin bành trướng tới độ cao trước nay chưa từng có, khi lòng tin đạt tới trình độ nhất định, vậy thì sẽ không còn sợ hãi gì nữa, đừng nói mấy trăm vạn yêu thú trước mặt, cho dù phía trước là thánh giả, chắc bọn họ cũng dám xông, bởi vì lúc này lòng tin quá độ đã khiến suy nghĩ của bọn họ đã không còn tỉnh táo. Có điều rất nhanh, bước chân của đám người Hắc Soái Bác chậm lại, bởi vì vô số yêu thú đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ. Bị ít nhất hơn trăm vạn yêu thú nhìn chằm chằm, đầu óc đám người Hắc Soái Bác lập tức tỉnh táo lại, dần dần, bước chân của bọn họ càng lúc càng chậm, đến cuối cùng thì hoàn toàn đứng yên tại chỗ, tiếp theo, bọn họ chậm rãi đi về lại bên cạnh Dương Diệp, nói chính xác là phía sau Dương Diệp. Thần sắc mọi người không hề sợ hãi, chỉ có xấu hổ. Ánh mắt Dương Diệp hướng về phía Vân Hải Thành rất lớn, là một tòa thành thị lớn nhất hắn từng thấy. Cho dù là mấy trăm vạn yêu thú đứng dưới Vân Hải Thành này cũng vẫn lộ ra có chút nhỏ bé. Trên tường thành là những dây cáp màu xanh lục giống như lôi điện, bên trong những dây cáp này tỏa ra năng lượng khủng bố không kém gì lôi điện. Một số yêu thú tôn giả cảnh chưa tới gần những dây cáp này trực tiếp biến thành cháy đen. Ngoài ra, trên tường thành còn phân bố các loại ống pháo to như cột nhà. Trong ống pháo có cầu năng lượng màu lửa đỏ, mỗi một hỏa cầu năng lượng bắn vào trong đàn yêu thú đều ít nhất có hơn trăm yêu thú hóa thành cho tàn. Ánh mắt Dương Diệp hướng lên trên, vùng trời phía trên Vân Hải Thành có ước chừng hơn trăm huyền giả mặc trường bào màu mây trắng đang đứng, có nam có nữ, đều rất trẻ tuổi, chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng cảnh giới lại không thấp, toàn bộ là hoàng giả cảnh.
Dương Diệp phát hiện trên tay bọn họ đều cầm các loại sách màu sắc khác nhau, miệng họ lầm bầm đọc, theo tiếng đọc, từng đạo công kích thuộc tính khác nhau không ngừng từ trong cuốn sách của họ bắn ra, cuối cùng rơi vào trong bầy sói. Những công kích thuộc tính khác nhau này, có lôi điện, có hỏa cầu, có phong nhận, còn có thủy long, cùng với một số công kích mà Dương Diệp chưa bao giờ nhìn thấy. Những công kích này so sánh với dây cáp và ống pháo trên tường thành thì không hề thua kém, trừ một số yêu thú cấp bán thánh có thể chống đỡ ra, những yêu thú thực lực yếu kém còn lại cơ bản bị chạm vào là chết, đặc biệt là từ hoàng cấp trở xuống. Bọn họ là đệ tử nội viện. Lãnh Ngọc Nhiễm đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói. Không tồi. Dương Diệp gật đầu. Chúng ta hay là bàn xem hiện tại nên làm thế nào đi. Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói. Bởi vì những yêu thú này đang dục dịch, giống như sắp xông về phía họ. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, hiện tại, Dương Diệp là người cầm đầu cả đội. Thân hình Dương Diệp khẽ động, lướt lên không, sau đó nói về phía Vân Hải Thành. Ta dẫn người đến rồi, ra đón đi. Yên lặng một thoáng, một đạo thanh âm vang lên trong đầu Dương Diệp. Dẫn bọn họ tới trước cửa thành. Hả? Dương Diệp còn tưởng rằng mình nghe lầm, lại hỏi lại. Dẫn bọn họ đến trước cửa thành. Thanh âm đó lại nói. Ngươi có phải đang chơi ta không? Sắc mặt Dương Diệp trở nên khó coi, đùa gì thế? Trước cửa thành, vậy chẳng khác nào nói phải dẫn những người này một đường giết qua mấy trăm vạn yêu thú à? Hơn nữa trong mấy trăm vạn yêu thú này còn có mấy ngàn bán thánh, cộng với hơn trăm bán thánh cao cấp. Nếu những người phía sau hắn toàn bộ đều là bán thánh cao cấp vậy thì còn dám thử. Đáng tiếc những người phía sau hắn đều chỉ là tôn giả cảnh. Kiếm ý hư vô cảnh. Lần này, thanh âm đó chỉ nói một câu. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, hắn nhìn đại quân yêu thú nhiều chi chít, sắc mặt đấu tranh hồi lâu, sau đó nói. 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm, cộng thêm 10 huyền kỹ tiên cấp và kiếm ý hư vô cảnh. Ngươi sao không đi cướp đi? Thanh âm đó mang theo vẻ tức giận. Có đồng ý không? Dương Diệp nói. Nếu không ta giờ dẫn bọn họ về cổ kiếm trai, ta nghĩ, cổ kiếm trai nhất định hội rất vui vẻ thu nhận bọn họ. Hơn nữa, từ nay về sau, Thanh Châu này sẽ nói Vân Hải thư viện ngươi máu lạnh, thấy chết mà không cứu. Chậc chậc, ngươi nghĩ xem sẽ có bao nhiêu đệ tử Vân Hải thư viện sẽ thất vọng đau khổ. Trầm mặc hồi lâu, thanh âm đó lại nói. 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm, 10 cuốn huyền kỹ đạo cấp thượng phẩm. Ta muốn tiên cấp. Dương Diệp lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng đó là rau cải trắng à? Thanh âm đó cả giận nói. Lão nhân, một đường đến đây vất vả lắm đó. Dương Diệp thuận theo huyền khí nơi phát ra thanh âm của đối phương mà truyền âm. Ngươi có biết ta tốn bao nhiêu công sức mới dẫn được họ đến đây không? Ngươi có biết chúng ta đã phải giết rất nhiều huyền thú, ngươi có biết là bao nhiêu không? Ngươi không biết, ngươi khẳng định không biết, ta. Câm miệng. Thanh âm đó bỗng nhiên nói. 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm, thêm một môn huyền kỹ tiên cấp. Dương Diệp đang định nói thì thanh âm đó lại nói. Huyền kỹ tiên cấp Vân Hải thư viện ta có không ít, nhưng ngươi thật sự muốn thì ngày sau dựa vào bản sự của mình mà lấy. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, sau đó nói. Kiếm ý hư vô cảnh, có phải là thật không? Ta dùng học viện để cam đoan. Thanh âm đó nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Thành giao. Thanh âm đó lại nói. Thánh giả của thư viện và ta đều bị thánh giá của đối phương kiềm chế, thánh giá của đối phương không thể xuất thủ với người. Nhưng dưới thánh giả thì người phải tự mình thu phục. Dương Diệp nhìn đại quân yêu thú, hít sâu một hơi, sau đó xoay người nhìn về phía người của Vân Hải thư viện, chỉ vào đại quân sói, lớn tiếng nói. Nói cho ta biết, các ngươi có sợ không? Mọi người nhìn đại quân sói, sau đó trầm mặc. Nói không sợ thì là giả. Nói sợ thì, mọi người đều là người coi trọng mặt mũi, những lời đó sao có thể nói ra miệng được. Dương Diệp nói. Ta biết, mọi người khẳng định có sợ, bởi vì ta cũng sợ. Thế này đi, ta hỏi câu khác, các ngươi có muốn chết không? Nghe vậy, mọi người vội vàng lắc đầu. Lão đại, ngươi cứ nhói phải làm gì đi, chúng ta đều nghe theo ngươi. Hắc Soái bác nói. Những người còn lại cũng gật đầu. Ánh mắt Dương Diệp hướng tới trước cửa tường thành nói. Nhìn thấy chưa, chúng ta chỉ cần tới được đó, thư viện sẽ mở cửa thành, phái ra cường giả tiếp ứng chúng ta.
nhưng trước khi bọn họ ra, chúng ta sẽ phải chịu sự vây công điên cuồng của vô số y kêu thú, trong những yêu thú vây công chúng ta sẽ có rất nhiều bán thánh, thậm chí là bán thánh cao cấp. Vậy nếu chúng ta trốn đi thì sao? Một thanh âm có chút sợ hãi vang lên trong đám người. Dương Diệp nhìn lại, người lên tiếng là Hạ Băng Vi, thấy Dương Diệp nhìn mình, thân thể mềm mại của Hạ Băng Vi khẽ run lên, có điều lại không còn sợ như lúc trước nữa. Bởi vì ở chung lâu ngày, nàng ta phát hiện, nam nhân trước mắt này dường như không đáng sợ đến mức như vậy. Dương Diệp nói, trốn á, chúng ta trốn đi đâu? Hoặc là nói, các ngươi còn có khí lực để trốn sao? Mọi người trầm mặc. Lúc trước mọi người một đường giết đến đây, kỳ thật, mọi người đều đã sắp đến cực hạn, hiện tại, chỉ là dựa vào một cỗ chiến ý và nhiệt huyết để cố gắng chống đỡ mà thôi. Gừ. Đúng lúc này, một tiếng sói tru đột nhiên từ xa tiếp theo, vô số con sói xông tới đám người Dương Diệp. Ít nhất là mấy chục vạn con cùng xông tới. Mặt đất rung chuyển. Nhìn thấy chưa, bọn chúng công tới đây rồi, chúng ta sẽ trực tiếp biến thành thịt nát đó. Dương Diệp nói, có thể cho chúng ta biết ngươi là ai không? Đúng lúc này, Lãnh Ngọc Nhiễm bỗng nhiên nói. Trong ngũ đại thiên tài, Lâu Thiên Tiêu và Hư Vô Thần đều ở Bắc Giới, ngươi không thể là bọn họ. Mà Thanh Đạo Phu thì ta từng gặp rồi, ngươi cũng không thể là Thanh Đạo Phu. Kiếm đạo của ngươi cũng rất mạnh, đáng tiếc ngươi là nam, cho nên, ngươi cũng không phải là Lục Uyển Nhi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe vậy, ánh mắt mọi người lại hướng sang người Dương Diệp. Dương Diệp không chỉ có thực lực mạnh, còn vô cùng thần bí, ít nhất ở trong mắt mọi người, hắn phi thường thần bí. Vào thời khắc sinh tử tồn vong, mọi người quả thật rất muốn biết hắn là ai. Đương nhiên, trong đây không bao gồm đám người Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Song. Nghe thấy lời nói của Lãnh Ngọc Nhiễm, khóe miệng Dương Diệp nở một nụ cười, nói. Các ngươi sau này sẽ biết. Nói xong, ánh mắt Dương Diệp hướng về phía chồn tía trên vai, hắn bế chồn tía xuống, sau đó vỗ nhẹ vào mặt nó, nói. Lần này phải nhờ người giúp rồi. Hắn sở dĩ dám đáp ứng lão nhân viện trưởng, tất nhiên là bởi vì có chồn tía. Bằng không quân đội mấy trăm vạn bầy sói, còn có nhiều bán thánh và bán thánh cao cấp như vậy, cho dù hắn hiện tại đạt tới bán thánh cao cấp, cũng chẳng giết nổi, nếu chỉ có một mình thì có lẽ sẽ thử một chút, nhưng dẫn theo nhiều người như vậy, tuyệt đối là không thể. Chồn tía giống như vẫn chưa tỉnh ngủ, cái đầu nhỏ cọ cọ vào cằm Dương Diệp, bộ dạng như không muốn mở mắt ra. Cảnh này khiến cho mấy cô gái ở bên cạnh nổi lòng thương xót. Dương Diệp cười khổ, xoa xoa đầu chồn tía, nói. Đừng ngủ nữa, ngủ tiếp chúng ta sẽ bị dẫm bẹp đó. Nghe vậy, chồn tía chậm rãi mở mắt, nàng ta dùng hai móng dụi dụi mắt, sau đó nhìn Dương Diệp với vẻ u oán. Giống như vẫn chưa đủ, hai móng nàng ta còn không ngừng xoa mặt Dương Diệp. Mà lúc này khí thế khủng bố do bầy sói mang đến đã khiến cho có một số người sắp không đứng nổi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó chỉ về phía Vân Hải Thành, nói. Có thể trực tiếp dẫn chúng ta vào bên trong không? Chồn tía nhìn Vân Hải Thành. Nàng ta lập tức lắc đầu. Dương Diệp gật đầu, sau đó chỉ vào cửa thành Vân Hải Thành, nói. Dẫn chúng ta tới đó vậy. Chồn tía gật gật đầu, hai móng vung lên, một luồng ánh sáng tím lập tức bao phủ mọi người. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt vặn vẹo, khi đầu óc mọi người tỉnh táo lại thì mọi người đã ở trước cửa thành Vân Hải Thành. Một màn này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không chỉ bản thân bọn họ. Ngay cả những yêu thú ở đây cũng hoàn toàn ngây ngốc. Có điều rất nhanh, bên trong đàn yêu thú liền truyền đến một tiếng sói tru, tiếp theo, vô số con sói xông về phía đám người Dương Diệp. Thân hình Dương Diệp khẽ động, tới vùng trời phía trên Vân Hải Thành, quát to. Mở cửa thành. Im lặng một thoáng, cửa thành đột nhiên chiếu ra ánh sáng xanh rực rỡ, ngay lập tức cửa thành được mở ra. Lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên trên tường thành. Không có mệnh lệnh của ta, không được ai mở cửa thành. Dứt lời, ngay lập tức, cửa thành khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, một con lang yêu cấp bán thánh đã đi tới vùng trời phía trên bọn Lãnh Ngọc Nhiễm, sau đó một vỗ xuống đám người Lãnh Ngọc Nhiễm. Phía sau lang yêu này là bầy sói đông nghìn nghịt. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cửa thành khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm lập tức cứng ngắc, trong mắt mọi người trừ vẻ tuyệt vọng ra thì còn có sự phẫn nộ vô tận. Đó là phẫn nộ sau khi hy vọng bị người ta bóp chết.
Trên không trung, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, bởi vì, thế này đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để mọi người vào thành. Dương Diệp nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy một nam tử mặc áo hoa cũng đang nhìn hắn, nam tử mặt không biểu tình, mà bên cạnh nam tử áo hoa có một nữ nhân đang đứng. Dương Diệp nhận ra nữ nhân này, chính là Thiên Kiều lúc trước từng có một đoạn ân oán với hắn. Lúc này, Thiên Kiều nhìn Dương Diệp, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, trong mắt thì đầy vẻ oán độc. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, chân phải đột nhiên dậm một cái, cả người giống như một quả đạn pháo bắn tới người yêu thú bán thánh đang xông tới, yêu thú bán thánh hư một tiếng, trực tiếp va vào đàn yêu thú phía sau rồi bay ra xa mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, hai mắt nam tử áo hoa híp lại, mà Thiên Kiều cũng hơi biến sắc, hiển nhiên, hai người đều bị thực lực của Dương Diệp khiến cho rúng động. Một kích đánh bay yêu thú bán thánh, Dương Diệp trở lại chỗ cũ, nhìn nam tử áo hoa nói. Là viện trưởng bảo ngươi đừng mở cửa thành à. Nam tử áo hoa lạnh lùng nói. Tất nhiên không phải. Vậy ai cho ngươi cái gan chó đó mà ngươi dám đóng cửa thành? Thanh âm của Dương Diệp có chút dữ tợn. Nghe vậy, sắc mặt nam tử áo hoa trầm xuống, nói. Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai hay không? Diệp Dương, ngươi chớ có làm càn. Lúc này, Thiên Kiều đột nhiên nói. Đây là hội trưởng hội đệ tử nội viện Liễu Nam. Viện trưởng và chư vị trưởng lão không có ở đây, nơi này hiện tại do hắn làm chủ. Dương Diệp không để ý đến hai người mà ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong hư không là một mảng tối đen, với mắt thường của hắn chỉ có thể nhìn được tới mấy ngàn trượng. Bởi vậy hắn không nhìn thấy gì, nhưng hắn có thể cảm giác được ở hư không xa xôi đang phát sinh đại chiến. Không thể liên hệ được với viện trưởng, sắc mặt Dương Diệp càng thêm âm trầm. Mà lúc này bầy sói đã đi tới trước mặt mọi người. Trừ mấy người thực lực khá mạnh như Lý Mậu Trinh và Phong Vũ Triều, những người còn lại dưới uy áp như phô thiên cái địa căn bản không thể phản kháng. Dương Diệp vỗ vỗ chồn tía thân hình khẽ động, chắn trước mặt đám người Lý Mậu Trinh, sau đó từng luồng áng sáng tím từ trong cơ thể nàng ta bắn ra. Trên không trung, cổ tay Dương Diệp khẽ động, thư mời Vân Hải Thư Viện gửi cho hắn xuất hiện trên tay, hắn giơ thư mời trong tay lên, nói. Ta chính là giáo tập ngoại viện của Vân Hải Thư Viện. Hiện tại ta lệnh cho ngươi phải mở cửa thành. Nhìn thấy thư mời, nam tử áo hoa hơi biến sắc, ngay cả, Thiên Kiều cũng biến sắc, với thân phận của bọn họ tất nhiên biết thư mời đó là thật, cũng chính bởi vì là thật, cho nên hai người mới biến sắc. Tuy rằng bọn họ là người của nội viện, không chịu sự quản hạt của ngoại viện, nhưng không nghi ngờ gì nữa, thân phận của giáo tập ngoại viện vẫn cao hơn bọn họ rất nhiều. Liễu Nam. Hay là chúng ta mở cửa thành đi? Thiên Kiều thấp giọng nói, việc này kỳ thật là do nàng ta khơi mào, khi nhìn thấy Dương Diệp, nàng ta nhận ra đó là Dương Diệp, bởi vì chuyện lúc trước nên nàng ta trong lòng vẫn mang oán hận đối với Dương Diệp. Cho nên khi đám người Dương Diệp yêu cầu mở cửa thành, nàng ta lập tức xúi bẩy Liễu Nam đóng cửa thành lại. Liễu Nam là đệ tử của gia gia nàng ta, tất nhiên không dám vi phạm lời nàng ta nói ra. Nói chính xác là đối phương đang lấy lòng nàng ta, bởi vậy, khi nàng ta nói ra yêu cầu này, Liễu Nam căn bản là không do dự, trực tiếp hạ lệnh đóng cửa thành. Kỳ thật Liễu Nam đã nhận được mệnh lệnh phải mở cửa thành do cao tầng của học viện truyền đến. Nhưng vì lời nói của Thiên Kiều này, hắn quyết đoán đóng cửa thành. Bởi vì ở Vân Hải Thư Viện, trừ người của ám viện ra thì không ai dám đắc tội với Thiên Kiều, huống chi hắn còn là đệ tử của Gia Gia Thiên Kiều. Nghe thấy lời nói của Thiên Kiều, thần sắc Liễu Nam biến đổi một hồi. Rất nhanh trong mắt hắn hiện lên một tia dữ tợn, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp thì lại khôi phục bình tĩnh, nói. Viện trưởng giao cửa thành nơi này cho nội viện chúng ta canh giữ, vậy nội viện chúng ta tất nhiên phải có trách nhiệm với Vân Hải Thành. Hiện tại nếu mở cửa thành, vạn nhất những yêu thú này thừa cơ xông vào, vậy hàng tỷ sinh linh của Vân Hải Thành chẳng phải sẽ bị tàn sát hết sao? Do dự một thoáng, hắn vẫn quyết định không mở cửa thành, hiện tại nếu mở cửa thành, những người phía dưới chẳng phải đều sẽ trở thành kẻ địch của cho sao. Hơn nữa đúng như lời hắn nói, hiện tại mở cửa thành, rất có khả năng sẽ cho yêu thú cơ hội xông vào. Ngươi xác định là ngươi không mở chứ? Dương Diệp nói, vì sự an toàn của hàng tỷ người trong Vân Hải Thành, cho dù là phó viện trưởng đến ta cũng tuyệt đối không thể mở cửa thành. Liễu Nam nói. Dương Diệp gật gật đầu, hắn chỉ vào Liễu Nam, nói. Nhớ kỹ, ta sẽ lấy mạng của ngươi.
Liễu Nam nheo mắt, rất nhanh, khóe miệng hắn pháo ra một nụ cười mạnh. Thế à, ta đây cũng muốn xem ngươi có cơ hội này hay không. Dương Diệp nhìn Liễu Nam một cái, sau đó thân hình khẽ động, đi tới bên cạnh Chồn Tía, lúc này trên mặt Chồn Tía đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Dương Diệp trong lòng đau nhói, hắn ôm lấy Chồn Tía, đặt lên vai mình, nói. Tiếp theo cứ để đó cho ta. Chồn Tía cọ đầu vào má Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Nam, trong mắt có một tia sát ý. Dương Diệp xoa xoa đầu Chồn Tía, sau đó bước về phía một bước này được bước ra, toàn bộ mặt đất lập tức chấn động kịch liệt, tiếp theo một đạo kiếm khí từ trong man thần kiếm của Dương Diệp bắn ra. Kiếm khí giống như một đạo thiểm điện, xẹt qua trong đại quân sói. Chỉ một thoáng đã có khoảng hơn 1.000 yêu thú bị phân thây thành hai nửa. Thân hình Dương Diệp khẽ động, đi tới trước đại quân sói, man thần kiếm trong tay chỉ thẳng vào bầy sói, nói. Có ai dám ra đây đánh một trận không? Hiện tại điều hắn cần phải làm là kéo dài thời gian, kéo dài đến khi viện trưởng của Vân Hải Thư Viện thoát khỏi sự kiềm chế của đối thủ. Bằng không hắn có lẽ có thể sống sót rời khỏi đây, nhưng mọi người thì không ai có thể sống được. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Một đạo thanh âm đột nhiên truyền đến, Dương Diệp theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một lão già chậm rãi từ trong đại quân sói chậm rãi đi ra. Bán thánh cao cấp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tuy lão già trước mắt này là bán thánh cao cấp, nhưng khí tức so với người trung niên lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Hắn trầm ngâm một thoáng rồi nói. Các hạ muốn đánh với ta một trận. Lão già lắc đầu, nói. Tuy ngươi rất mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 72.